Xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên nhà em xin thanh lý cho bác một số những mẫu hàng bom nhé. Đấy, bếp ga bom này, bác nào mà tí nữa quan tâm thì liên hệ với số của em. Đấy, con này bom này em thanh lý giá cực kỳ rẻ cho bác luôn. Và rất là nhiều những mẫu sản phẩm bên nhà em nhé. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Không để các bác phải chờ đợi lâu nữa, bên em Dân xin đi và giới thiệu sản phẩm luôn nhé. Giới thiệu cho các bác một cái dòng bếp ga nhé. Đây này, các bác đọc cái chữ này là biết. Đấy, shipper nó ghi này. Chứ không phải ai ghi đâu. Đấy, thank you này. Chó này. Đấy, thì cái này thì là chắc là anh shipper anh cũng phải bực lắm rồi. Thì anh ấy phải ghi như thế. Đấy, đây là bị bom hàng đó nhé. Bị bom hàng. Và hôm nay em sẽ thanh lý cho bác con này. Con này trước kia trị giá của nó là 2 triệu 7 đấy. 2 triệu 7. 2 triệu 6. Trước kia con này là 2 triệu 6. Đó. Con này bếp ga này trước kia là hai giá, còn nó là 2,6 triệu. Em còn hóa đơn, còn tên địa chỉ của bác ấy. Nhưng mà thôi xin phép là cái này là thôi cái cá nhân. Nói chung là mỗi người một cái ấy thì em sẽ không công khai cái ấy nữa. Bếp ga này thì hoàn toàn bộ là sử dụng tốt. Đây, bom về đây. À, bị bom về. Tất cả là bao cho bác là sử dụng tốt nhé. Và đây em sẽ lôi ra để em review cho bác cho nó chi tiết. Bắn lưới thông chuột các thứ đàng hoàng. Em đóng thùng xốp rất là cẩn thận rồi. Em cũng đóng bằng thùng xốp rất là cẩn thận rồi. Đấy, tại vì cũng phải tính cho cái nước bị bom. Mà đặt cọc rồi và còn bị bom nữa. Đặt cọc rồi mà em vẫn còn bị bom hàng đấy, chứ không phải là không đâu. Đấy, bếp ga này là trước kia là mã là 2,6 triệu. Đó, con này thì full chức năng cho các bác luôn này. Nấu có cả chức năng nấu cơm này. Hẹn giờ lò nướng này. Lò nướng con này là 2 tầng lửa nhé. Lò nướng của nó con này là 2 tầng lửa, có chức năng nấu cơm một thứ. Thì trước khi gửi cho các bác thì các bác yên tâm luôn là em cũng sẽ là test lại cho các bác. Ôi, đôi pin rồi. Đây là mất luôn đôi pin. Mất luôn đôi pin quà tặng nhé con nhé. Tham vừa thôi. Có kiểm tra hàng nhưng mà lại bảo là tưởng như mới. Đấy, tưởng là anh tưởng nó như mới luôn. Thế bảo không, bếp này là bếp bãi không nhé. Nó chỉ tầm được 90% thôi. Đấy, tại vì nếu mà mới luôn thì giá của nó sẽ khác. Đấy. Đây. Chống chuột chiếc các thứ của nó này. Em bắt cho các bác rất là cẩn thận. À đây, pin đây. Vứt vào trong này của em. Đó. Thế mới khó khổ không. Đấy, hàng thì bao cho các bác luôn là hàng xịn sò rồi. Chất lượng. Đấy, bao cho bác luôn là hàng xịn sò chất lượng nhé. Con này đang có mức giá đó là 2,6 triệu đồng. Hôm nay em thanh lý cho bác với mức giá đó là 2,3 triệu. 2,3 triệu nhé. Đấy, xả thanh lý cho bác luôn, đốt vía luôn. 2,3 triệu. Tất cả nói chung là đồ đạc các thứ là vẫn còn đủ nhé. Bao cho bác vẫn là bao hoạt động tốt. Bếp hoạt động tốt. Đây. Đấy. Đầy đủ đồ luôn. Bao cho bác vẫn hoạt động tốt. Và cái độ mới của nó thì nó chỉ tầm được khoảng 90% thôi, chứ còn không được ấy đâu, nhưng mà còn rất là đẹp luôn này. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Nobis. Hàng này là hàng bãi Nhật. Con này thì đời của nó là đời 2021 nhé. Đời của nó đời cực kỳ cao luôn đấy. Thế nhưng mà nó là hàng bãi nên là cũng không thể tránh được là những cái xước sát hay là một số những cái mà gọi là theo thời gian của để nó vứt ở phong hóa của bên Nhật. Đấy, nhưng mà hàng thì bao cho bác là chất lượng luôn. Lửa bếp chống cháy nồi này. Đó, bếp chống cháy nồi đầy đủ luôn. Thanh lý cho các bác với con này với mức giá đó là 2,3 triệu. Và bên em vẫn bao ship luôn cho các bác luôn nhé. 2,3 triệu một con bếp ga này và bao ship cho các bác. Một cái mã nữa này. Hôm nay về được một ít cái dòng điếu bát cổ này. Thực sự ra với các bác luôn là những cái dòng này về nó số lượng rất là ít. Hàng này hàng cổ. Đấy, các bác có thể trưng bày hoặc là các bác có thể hút đều được. Tí nữa em sẽ đo cho các bác cái kích thước chi tiết. Con này thì nó sẽ có, nếu mà các bác trưng bày thì nó sẽ có cho các bác đây. Đủ bộ như thế này. Đấy, đó là một cái xe điếu, nọ điếu thứ đầy đủ. Đấy, và sử dụng thoải mái. Nhưng mà nếu mà các bác hút ý, mua về để hút thì các bác thay cho em cái này khác nhé. Còn cái này nếu mà để các bác trưng bày thì nó sẽ là như thế này. Một bộ như này. Đấy, kích thước của nó đây. Cái đế này rất là dày dặn nhé. Đấy, rơi có khả năng là không vỡ được. Đấy, hoa văn của nó rất là đẹp luôn. Hàng cổ, đấy, hàng bãi. Con này thì nó sẽ có cái kích thước cho các bác đó là 11,5. Chiều cao của nó nhé. Em đọc lại thôi. 7 cm, 11,5 cao 7 cm, rất là dày dặn. Và đây con này của nó thì nó sẽ có cho các bác đó là cũng tầm 7,5 đến 8 cm. Cái này đo hình tròn nên là không đo chính xác được. Đây, các bác nào biết tính nhé, thì em sẽ đo cho các bác đường kính của nó để các bác đo cái chiều ngang của nó luôn này. Con này thì đường kính của nó là 24 cm nhé. Đấy, cái này chiều cao thì có thể đo được nhưng mà ấy thì không. Còn nếu mà bác nào mà về trưng bày để thờ, để bàn thờ hoặc là để trong tủ thì thôi. Còn nếu mà các bác nào mà để hút thì các bác cho em một ít cái silicone hay là cái băng keo để
Đấy, các bác dít lại, dính lại để cho nó không bị hở nữa thì các bác hút thì nó sẽ vào hơi. Đấy, con này hút thuốc lào thoải mái nhé. Đấy, bên trong của nó này, nói chung là hàng này thì xịn sò luôn. Giá của con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 280k. Các bác lên cho em mã này, mã điếu bắt cổ. Điếu bắt cổ nhé, hàng bãi. Và bên nhà em có giữ mức giá đó là 280.000 đồng. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Đấy, nhận hàng của bên nhà em thì các bác yên tâm luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán. Đấy, 280k bao ship. Điếu bát cổ, hàng hoa văn cực đẹp luôn nhé. Đấy, hàng hoa văn cực đẹp luôn này. Cực kỳ xịn sò. 280k bao ship cho các bác. Còn 4 cái thôi, còn 4 cái thôi nhé. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em Dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Hôm nay thì bên nhà em lại về và thanh lý cho các bác một số những dòng sản phẩm máy xay này. Ở đây em có máy xay hạt, máy xay thịt, máy xay rau củ quả. Con này thì các bác có thể xay bột, xay cháo hay là xay thực phẩm để nấu cháo, nấu bột cho con, cho các bé rất là ok. Hoặc là các bác có thể nấu nướng ở nhà cũng rất là ok. Con này thì thương hiệu của Osaka Japan này. Con này thì nó sẽ sử dụng cho các bác nguồn điện của nó là nguồn điện 220V nhé. Đây, thì em mở máy ra cho các bác luôn. Số lượng thì có ít thôi, không có nhiều đâu. Con này thì nó sẽ là máy của nó là bằng lõi Osaka Japan này. Đấy, máy của nó bằng cái lõi này bằng lõi inox nên là bằng thép nên là nó sẽ không bao giờ bị sợ bị tép nhé. Dao của nó này, thanh lưỡi của nó này. Bốn lưỡi các nhé, bốn lưỡi cực kỳ ok. Cái cối này của nó là bằng cối nhựa nhé. Cái cối này của nó bằng cối nhựa. Các bác về các bác xay thịt, xay tôm, cua, cá đều được thoải mái. Và con này thì nó xay rất là bền và khỏe luôn. Con này thì nó sẽ có một cái gioăng ở đây. Cái gioăng ở đây này thì các bác lắp vào. Về các bác lắp vào nhé. Đó, nói chung là rất dễ lắp và rất dễ sử dụng thôi. Con này thì đặt vào này. Đó, thì để nó sẽ kín đáo. Nó sẽ kín đáo và các bác sử dụng nó rất là ok luôn. Con này thì nhà em đang trải nghiệm rồi nhé. Thực tế luôn, con này xay rất là ok. Và các bác lắp vào đây. Đấy, con này thì sẽ là công suất của nó là 1800W, công suất cực kỳ mạnh luôn. Điện sử dụng điện 220V nhé, nên là tốc độ vòng quay của nó rất là lớn. Cách sử dụng thì các bác chỉ việc ấn cái nút này xuống, ấn cái nút này xuống này là các bác có thể sử dụng được. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Giá của nó thì bên nhà em đang thanh lý cho các bác với cái mức giá đó là 100.000 đồng thôi. 100.000 đồng một cái máy xay Osaka. Máy xay rau củ quả, xay thịt thì đều có thể xay được thoải mái. Và dòng này thì đặc biệt của nó là nó rất bền nhé. Đặc biệt của nó là nó rất bền. Đây, để em ghi luôn cái mức giá tiền ra đây cho nó dễ này. 100k một cái máy xay Osaka như thế này. Máy xay Osaka 100k. Máy xay Osaka 100k nhé. Còn đây, một cái máy xay hạt khô nữa. Con này thì nếu mà các bác nào mà uống cà phê, xay cà phê này, xay lạc này, xay ớt này, đấy, thì các bác xay những cái đồ khô ấy, thì rất là ok. Nên là máy của nó sẽ gọi là máy xay hạt khô nhé. Dòng này thì nó là hàng xịn. Nó là hàng xịn đây. Nó sẽ có cho các bác đây giòn giết các thứ đầy đủ này. Đấy, các bác về các bác đặt vào. Đấy, nó riêng con này nhé, là nó phải các bác phải đặt đúng cái lỗ này. Đấy, các bác ấn ở đây này thì mới sử dụng được nhé. Con này của nó thì sẽ là màu xám. Công suất của nó là 300W, sử dụng điện 220V. Ở đây thì lưỡi của nó để các bác xay đồ khô thì lưỡi của nó sẽ khác nhé. Con này thì dung tích của nó chỉ tầm 300ml thôi, 300ml thôi. Đấy. Hàng cực kỳ ok luôn, sử dụng điện. Em lại quên mất không chuẩn bị điện để cắm test thử cho các bác, nhưng mà bao cho các bác là về hoạt động tốt. Đấy, cầm tay cầm này, nhìn rất là chắc chắn nhé, nó sẽ chắc chắn hơn là cái máy nhìn inox kia. Đấy, con này thì đây, bên ngoài người ta đã ghi chú cho các bác này, xay cà phê này, tiêu điều cà phê, ớt, đậu tương, đậu nành, đỗ các thứ các bác đều có thể xay được thoải mái luôn. Đấy, 300W này. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Con này thì giá của nó cực kỳ mềm luôn, thật sự với các bác luôn là chưa bao giờ lô nào mà có cái giá máy xay mà rẻ mà chất lượng như này. Giá của nó chỉ có 150k thôi. Xay hạt khô. Các bác lên cho em mã này là mã xay hạt khô nhé. Xay hạt khô 150k. Máy xay hạt khô 150.000 đồng. Hàng đẹp rẻ luôn. Một cái mã tiếp theo này, một cái số những dòng camera. Ở đây thì nhà em có hai loại. Một con đó là một con camera thường, camera EVIS thường này, và một con camera EVIS gọi điện. Đó, hai con này thì tất cả của nó đều là nguyên hộp nhé. Một con là H6C Pro.
Đấy. Con này thì nó sẽ có một cái chức năng cực kỳ hay luôn, em sẽ giới thiệu nó trước nhé. Con này sẽ có chức năng gọi điện, tức là như thế nào? Đây, ví dụ là cái con này của em đã kết nối với cái điện thoại rồi. Đó. À, và ví dụ là nhà các bác là có cháu nhỏ hay là nhà có các bác lớn tuổi thì đây. Ở nhà muốn gọi điện mà không có điện thoại chẳng hạn thì mình đang không cho con dùng điện thoại. Bấm gọi này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, thì một lúc một trong vài giây nó như cái kết nối kiểu điện thoại bình thường và mình sẽ gọi và mình nghe như điện thoại bình thường luôn. Đó. Thì đây, nó sẽ kết nối gọi điện này. Các bác có thể xem chế độ gọi điện này, em quay sang chỗ khác nhé, tại vì em đang đấy. Các bác có thể nghe thấy. Tại vì hai cái điện thoại nó hai cái thiết bị nó để ở gần nhau nên là nó sẽ bị âm bị dè. Hình ảnh của nó thì nó đang loát. Đây, để em tắt bớt âm đi. Đấy, thì nó vẫn có thể nghe thấy âm về được. Đấy, thì các bác có thể nói chuyện được và mạng nó ổn định thì các bác có thể nhìn thấy được nhau. Đấy, thì đây là em đang khiếm nhã ăn tí. Các bác thông cảm. Đấy, thì để em gọi lại. Thì con camera đây. Đấy, các bác chỉ việc là ấn nút này. Đây. Bình thường các bác có thể xoay được sen nhé. Xoay được sen này. Và con này thì có thể xoay được này. Đó. Xoay được. Đàm thoại hai chiều được các thứ được nhé. Đây. Đàm thoại này. Alo luôn. Đấy. Thì nó có thể nghe được hết. Đó. Tại vì hai cái nó gần nhau thì nó bị dè các bác nhé. Đó. Còn không ấy nữa thì thôi. Đấy. Và con này thì nó có, các bác có thể hỗ trợ được lưu đám mây hoặc là các bác có thể lắp thẻ nhớ được nhé. Lưu đám mây hoặc lắp thẻ nhớ được. Đây, để em thoát ra để cho nó gọi lại này. Các bác ấn vào nhé. Đấy. Video này. Đấy, gọi như cuộc gọi bình thường luôn. Nó gọi đúng như cuộc gọi điện thoại bình thường của các bác luôn. Đấy, thì đợi nó loát xong đủ thời gian. Đấy, thì là được ngay này. Đấy, ví dụ là đây. Các bác có thể quay đi đâu rồi nghe, ví dụ này, nói chuyện thì đều rất là ok. Và chất lượng âm thanh của nó rất là tốt. Nhưng mà chẳng qua là em ngồi sát nhau để giới thiệu cho các bác ở đây thì nó sẽ bị dè nhé. Nó sẽ bị phản âm lại, cứ đập đi đập lại. Nên là nó sẽ bị có như này. Đó. Đây đẹp. Nó rất là tiện luôn. Đấy, nên hàng này rất là ok luôn nhé. Đây, dùng xong gọi điện xong nhé, các bác lại kết thúc như bình thường. Đấy, các bác lại kết thúc như bình thường. Đấy, nó rất là tiện và các bác lại sử dụng camera như bình thường nhé. Con này nó có cả hỗ trợ đám mây nhé. Nhưng mà đám mây thì nó hơi tốn tiền. Nên là các bác mua thẻ nhớ thì nó sẽ rẻ hơn. Con này thì em chưa lắp thẻ nhớ. Đấy, lắp thẻ nhớ thì các bác con này thì nó sẽ có thể hỗ trợ cho các bác cái thẻ nhớ lên đến đâu nhỉ? Thẻ nhớ lên đến 512GB này. Đấy là full option của nó là các bác có thể lưu được lên đến 512GB. Con này thì lưu được rất là lớn luôn. Đấy, thế nhưng mà ít, bình thường thì ít các bác lưu đến thẻ nhớ đấy. Thì giá của con camera này thì bên nhà em đang có mức giá đó là nguyên cam không nhé. Nguyên cam không thì các bác lên cho em mã là mà cam gọi điện. Cam gọi điện 500k. Bao ship. Đấy, đây là nguyên cam không nhé. Còn nếu mà bác nào muốn lấy thêm thẻ nhớ thì cái này thì bán hộ thôi, bán kèm thôi. Thực sự ra các bác là em nhập vào 145.000. Đó, thì tiền ship chủng về đây nữa thì vì lại tiền đấy nữa thì 150k. Đấy là tâm sự thật. Còn bác nào mà thấy chỗ nào nó rẻ hơn, thẻ nhớ 64GB mà nó rẻ hơn thì các bác cứ lấy chỗ đấy nhé. Tại vì cái này là em bán kèm thôi cũng không quan trọng. Đấy, thì thẻ nhớ thêm 150.000. Cứ thẻ nhớ thêm 150.000 nhé. Camera gọi điện. Thì con này nó sẽ có thêm cho các bác đó là một cái cổng nữa này. Một cái cổng này nếu mà các bác có thể bắt wifi rồi nhé. Đương nhiên là chắc chắn là sẽ là bắt wifi được. Nhưng nếu mà bác nào mà muốn có cổng quang cắm đấy để kết nối mạng nó ổn định hơn, hoặc là các bác xa wifi quá thì con này có thể cắm được thì nó sẽ ổn định. Đấy, nó rất là tốt nhé. Con này thì cáp sạc của nó là cáp sạc Type-C nhé, nên là rất là ok luôn. Thương hiệu Evit. Đấy, cách cài đặt thì các bác chỉ mất khoảng, nếu mà bác nào mà lớn tuổi thì 5 phút, còn không bình thường trẻ trẻ như anh em mình nghĩ thì kết nối thì chỉ mất khoảng 2 phút là các bác đã kết nối xong rồi. Đây, còn một con nữa là con C6N. Đấy, nhà em thực sự với các bác luôn là nhà em dùng toàn bộ camera của Evit. Đấy, thì các bác tải cái ứng dụng Evit này. Đấy, các bác tải ứng dụng Evit này về. Đó, và đây. Nhà em 4 5 cái cam cơ. Đây. 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 này. Cam đằng trước, cam đằng sau và ở chỗ đóng hàng. Đấy. Và cái con em test cho các bác đây. Đây,
đằng sau đằng chỗ đóng hàng thì em đang dùng con C6N này. Đấy, thì là con này. Con này thì giá nó rẻ hơn thôi. Con này giá nó sẽ rẻ hơn được 50.000 đồng. Con này sẽ là 450. 450 nhá. Nhưng con này nó chỉ có thiếu mỗi gọi điện thoại thôi. Nhưng mà nhiều khi là các bác treo cao quá thì cũng không cần gọi điện thoại, tại vì chúng ta chỉ cần giám sát thôi. Thì con này cũng full đủ đồ cho các bác, đó là cáp sạc các thứ đủ đồ. Và thẻ nhớ thì các bác mua lấy kèm thì cũng vẫn là 150.000 đồng. Đấy, vẫn là 150.000 đồng nhé. Camera EAVIS. Con này thì C6N. Con này thì không có ấy, có cả cáp quang, cũng có đàm thoại hai chiều, cũng có cáp quang. Tất tần tật, nó chỉ mỗi thiếu mỗi cái là không có gọi điện thôi. Thì con này là 450.000. 450.000 đồng ở bên nhà em bao ship. Đấy là nguyên giá, này là nguyên cam không? Cái giá này là nguyên cam không? Đây. Cái hộp của nó khi các bác nhận hàng đây. C6N đây. Đấy, nó cũng có là xoay 360 độ này, cả miếng chuyển động này, bắt wifi này, đàm thoại hai chiều này, chế độ quay ban đêm này, chế độ lưu ảnh này, chế độ đi ngủ này. Thẻ nhớ con này thì mắc lên đến 256GB thôi nhé, 256GB thôi. Và có hỗ trợ để các bác lưu đám mây, nhưng mà nó tốn tiền lắm. Đừng lưu cái này, thật sự với các bác luôn. Lưu cái này thì nó lưu được nhiều, các bác lưu cả 24/24 được, nhưng mà nó tốn tiền. Đó. Hàng này thì bảo hành cho các bác, tất cả hàng này là bảo hành cho bác 2 năm. Bảo hành cho bác 2 năm nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Bao ship luôn cho các bác luôn. 450.000 đồng bao ship cho các bác nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đó. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em Dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Lâu lắm rồi thì lại với lại về được cái lô bình trà này, bình đựng trà các bác nhé. Lô này về màu vàng này cực kỳ đẹp luôn. Các bác mà để ở trên bàn các thứ thì rất là ok. Đấy, con này thì nó sẽ đựng được cho các bác khoảng 4-5 lạng chè. Đây, bên trong này của nó sẽ có một cái lớp nhựa này để nó chấm ẩm mốc. Đấy, cái bình nhựa bên ngoài này thì nó là bằng mạ đồng thôi. Nó bằng mạ đồng thôi chứ bằng đồng thì chỗ này thì lại hơi to tiền. Con này thì hoa văn của nó cũng cực kỳ đẹp luôn nhé. Nắp của nó cũng rất là ok luôn này, kín này. Đấy, bác nào mà muốn kín thêm tí nữa thì các bác có thể lấy cái kiếm chế cái xốp ấy. Các bác lót vào đây và các bác vặn vào là xong. Đó, thì nó cũng rất là ok luôn. Bình trà này thì được đựng được tầm chắc được 3-4 lạng tầm đó. Lúc nào em phải thử xem là như thế nào. Thử đong xem là bao nhiêu lạng. Đấy, hàng này thì rất là đẹp luôn nhé. Đây. Khi các bác nhận hàng ấy là đúng như trên video nhà em quảng cáo. Nhà em quảng cáo trên video như nào thì khi các bác nhận hàng là nó sẽ y chang như thế nhé. Nên là các bác có thể hoàn toàn có thể yên tâm được. Con này thì bên nhà em đang có mức giá cho các bác cực kỳ mềm. Giá của nó sẽ là 150.000. Giá chỉ 150.000 thôi. Đây để em dán luôn ở dưới đáy này. Cho nó đỡ. Bình trà nhé. Bình trà vàng đi. Cho nó bình trà vàng. Các bác lên đúng cho em cái mã là bình trà vàng này nhé. Và giá của nó chỉ có 150.000 thôi. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đó, nhận hàng của shop nhà em thì các bác yên tâm luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Rồi các bác cũng phải thanh toán. Vừa mới về thêm cho các bác đó là một cái dòng bàn chải đánh răng này. Đây này. Về một tính theo hộp này nhé, nhưng mà em mang ra đây ít thôi để có thể review cho các bác. Một cái dòng bàn chải đánh răng, con này thì người lớn trẻ em đều có thể sử dụng được. Một set của nó sẽ là gồm có 1, 2, 3, 4 cái. Một set của nó sẽ gồm có 4 cái. Bàn chải đánh răng của Nhật nhé, nó từ siêu thị Nhật gửi về nhé. Nên các bác có thể yên tâm. Đấy, hàng này thì kích thước của nó là 0,12mm thì các thứ đều đầy đủ cả. Hàng siêu thị Nhật gửi về. Con này thì một set như thế này là 40.000, tức là 10.000 một cái. Giá cực kỳ rẻ luôn, nhưng mà em bán theo set nhé. Em bán theo set này là 40.000 nhé, chứ không bán lẻ nhé. Các bác lên cho em mã này là mã bàn chải đánh răng. Bàn chải Nhật đi. Bàn chải Nhật 40k. 40k một set 4 cái. 40.000 một set 4 cái như này. Đấy, hàng đẹp xịn sò luôn, chất lượng. Đấy, và đây để em bóc cho các bác cái đầu của nó này, em bóc ra cho các bác xem luôn này. Review nữa, nó sẽ có 4 màu khác biệt luôn nhé. Đấy, nó sẽ có 4 màu khác biệt cho các bác luôn. Đây, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây, em bóc hẳn hoay luôn cho các bác để review cho các bác xem cái ấy của nó. Đây, cực kỳ ok luôn nhé. Vâng, hàng đẹp xịn sò. Đợt này thì bên nhà em về thêm được vài con máy đo huyết áp cho các bác này. Hàng này thì rất là xịn sò nhé. Nó chỉ có cho các bác đó là một cái dây sạc này, một cái máy này, đó, và pin này. Đây em để lắp vào em test trước khi ấy cho các bác rồi. Đấy, để có thể hướng dẫn các bác trên video luôn. Con này thì cách sử dụng rất là đơn giản.
Đây nó có cái bộ đây là đo trong bắp tay nhé, trên 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 bắp tay này đó. Thì các bác về các bác cắm cái rắc của nó vào đây. Đấy, giới thiệu chi tiết xong thì em báo giá và các thứ sau nhé. Và các bác đeo vào tay, đeo vào tay thì các bác mở ra này, các bác đeo vào đây, các bác đeo vào bắp tay trên này đó, rồi các bác khóa lại đó, và các bác bật máy lên này. Đấy, các bác bật máy lên. Con này thì nó sử dụng bằng tiếng Việt các bác nhé. Con này nó có tiếng Việt để nó nói nên là nó rất là dễ sử dụng luôn. Đấy. Và nó đo này. Nó sẽ có 3 màu, màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Đó thì nó sẽ cảnh báo cho các bác luôn đây. Hơi lên rất ok đấy, vàng và đỏ này. Xanh, vàng và đỏ cho các bác này. Đó. Thì khi mà nó đo cho các bác rồi nó sẽ báo cho các bác là chính xác cái mức độ. Đấy, các bác phải đợi một lúc nhé. Các bác phải để im một lúc này. Đấy, và nó tính toán bao giờ nó báo xong thì mới là xong. Đấy, thì mức huyết áp của em nó đang là nó đang đo nhịp tim. Đó, nó đang đo nhịp tim này. Đấy, các bác phải đợi một lúc, nó cũng phải mất khoảng tầm 1 phút ấy. Đấy, để dạ, nó đo. Đấy. Đó, bình thường và bất ổn và nguy hiểm thì nó sẽ cảnh báo luôn ở trên cái dòng máy đo huyết áp này. Con này rất là tiện, nó có cho các bác đó là cả cái chế độ là lưu cho các bác. Đấy, lưu cho các bác, ví dụ là nhà các bác bao nhiêu người, 2 người chẳng hạn thế. Nó lưu được tối đa là 2 người thôi. Đấy, thì đây này. Đấy. Đấy, nó sẽ đo cho các bác là 2 người và nó sẽ nhớ các cái lần mình đo ở trên cái hệ thống này. Đấy, con này thì sử dụng rất ok luôn nhé. Hàng này của nó là hàng mới. Hàng mới này, đây này, nó có những cái thông số chi tiết cho các bác này. Con này thì nó là hàng đi xuất đi tất cả Anh, Nga này. Đấy, rất là nhiều nước. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Và con này nó có hỗ trợ cho các bác đó là phần tiếng Việt. Đấy, để em đã cài đặt tất cả sang tiếng Việt cho các bác rồi. Nên là các bác cứ yên tâm. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 400.000 đồng thôi. 400k nhé. Các bác lên chơi em mã này là mã máy đo huyết áp. Máy đo huyết áp 400k ở bên nhà bao ship. Máy đo huyết áp. Đo huyết áp 400k. Bao ship. Đấy, con này thì nhà thực sự với các bác luôn, không phải bảo đề các bác mua đâu, nhưng mà nhà bác nào cũng nên có một cái. Và con này đặc biệt nó có cái hay nhé, nếu mà bác dùng pin sạc ấy, thì các bác không cần phải sạc bên ngoài, mà ở đây nó sẽ có một cái rắc cắm USB. Đấy, để các bác tự sạc, sạc nguồn vào luôn. Đấy, nói chung là các bác có thể có cái dây cáp sạc này rồi các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại để các bác sạc vào luôn. Đấy, rất là tiện lợi và nó sẽ tự tắt nhé. Khi các bác không dùng nữa là các bác sẽ tự tắt. Và nó rất là bền, chất lượng, hàng đẹp luôn nhé. Đấy, 400k bên nhà em bao ship. Một cái mã tiếp theo này, hôm nay thì về thêm được cho các bác một số những bếp từ này. Bếp từ này, bếp từ ăn lẩu nhé. Hàng này thì hàng của Philips. Con này thì sản xuất tại Thái Lan nhé, made in Thái Lan này. Trong con bếp này thì nó sẽ gồm cho các bác đó là một cái bếp như thế này, này. Và một cái bộ nồi ăn lẩu. Con này thì nó sẽ sử dụng cho các bác nguồn điện là nguồn điện 220V. Kích thước của nó là một chiều là 31/5, một chiều dày của nó là 14,5 và một chiều ngang của nó là 390. Đấy, là 39cm. Đây, khi các bác nhận hàng là hàng đúng như quảng cáo như em này, mặt kính nhá. Mặt kính sử dụng nguồn điện 220V nên là rất dễ sử dụng luôn. Nó có cả quạt tán nhiệt này. Cái dòng này thì là giá của nó thì các bác yên tâm luôn, giá cực kỳ mềm luôn nhá. Một cái dòng bếp từ của dòng Philips này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 400k. 400k với nhà bao ship. Thì cũng có một cái điều lưu ý cho các bác một chút, đó là cái đây phần quà của nó. Phần quà của nó là cái nồi. Thì thực sự ra là cũng nhiều khi cũng không mong muốn đâu, nhưng mà trong cái lúc vận chuyển mà chẳng may nó có hơi mốt một này ấy, thì các bác hoan hỉ một tí là các bác mở ra, các bác ấn lại cho em một tí, nó cũng chả ảnh hưởng gì cả. Thế nhưng mà hoan hỉ cho em một chút, đây là cái phần quà, phần quà tặng kèm theo thôi ấy, nên là nhiều khi là nó cũng không được như ưng ý. Đây, các bác chỉ việc ấn này một tí là xong. Đó,
thì là nó cũng bằng mặt thôi, nhưng mà nó vẫn kiểu là hơi xấu một tí, nhưng mà đây là phần quà nên là các bác hoan hỉ hộ em tí nhá. Thực lòng em cũng không muốn nó như thế này đấy, thế nhưng mà nó mà chẳng may nó bị như này thì các bác hoan hỉ cho em một chút đấy. Thì cái nồi này là nồi inox đấy. Dòng này dòng bếp từ nhá, thì những cái dòng nồi nào mà hỗ trợ bếp từ thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Nắp vung của nó, nắp vung kính này đấy, để các bác ngồi ăn lẩu các thứ thoải mái, ok luôn. Ở đây thì nó sẽ có các cái chế độ để các bác có thể ăn lẩu các thứ thoải mái luôn nhé. Con này thì giá mềm thôi 400k và bên em bao ship nó rẻ hơn năm ngoái rất là nhiều luôn, tại vì đợt này em về không phải một thùng gì đâu, diện tích chật chỗ nên em mới để một thùng này thôi, còn là nhà em số lượng thoải mái, các bác lấy bao nhiêu cũng được đấy, bao nhiêu cũng có nhé. Các bác lên cho em mã này, mã bếp từ Philips, hàng sản xuất tại Thái nhé, bếp Philips 400k bao ship luôn, 400.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Nhận hàng nhé em, những các bác kiểm tra thoải mái nhé. Cái nồi thì không nói, còn riêng cái mặt kính này nhé, bảo đảm cho các bác là không vỡ đấy, bền bỉ. Cái hộp cái đấy này bằng nhựa để nó giảm thiểu cái trọng lượng ấy, nó bên trong nó là vòng từ và cái mạch cảm biến của nó nên là nó cầm và nhẹ và bền đấy, nhẹ và bền nhé. Bếp từ Philips 400k bao ship. Một cái mã nữa này, bác nào mà hay phải đi công tác hay phải đi du lịch này ấy, thì con này nó rất là nhỏ gọn luôn nhé. Một cái bàn là của thương hiệu của nó là thương hiệu của Socani đấy. Con này thì các bác có thể là thường và rất là ok luôn. Con này hình như có cả là hơi nước này. Đấy, có cả là được cả hơi nước nhé. Đấy, nó sẽ có một cái bàn là như là cho các bác này, bình thường không thì các bác có thể gấp gọn lại này. Đâu nhỉ? Đấy, ấn vào nút đây nhé, ấn vào nút đây các bác gấp gọn lại. Đó thì nó rất là nhỏ gọn thôi. Các bác mang đi công tác để vào ba lô các thứ của nó rất là ok luôn. Đấy. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Socani. Cái dòng này thì nó sẽ sử dụng cái nguồn điện cho các bác đó là nguồn điện 220V. Đây. Hàng này thì là hàng xuất châu Âu này. Hàng này là của nó là hàng xuất châu Âu, sử dụng nguồn điện 220V, cực kỳ ok luôn, hàng của Socani. Đấy, bàn là hơi nước, trong này thì các bác có thể dùng thoải mái luôn và nó là dòng mini nhỏ gọn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nó chỉ bằng lòng mà nó chỉ bé hơn bàn tay thôi nhé. Bé hơn bàn tay một chút thôi, nhỏ gọn. Đấy, con này thì rất là tiện luôn. Dùng đi mang đi thì các bác gấp lại. Dây của nó cũng tương đối dài nên là các bác cũng rất là ok. Ở đây thì các bác chỉnh cái hơi nước này. Ở đây thì các bác chỉnh các chế độ hơi nước của nó này. Đó, rất là tiện lợi luôn nhé. Con này thì ở bên em đang có mức giá đó là 350k. Các bác lên cho em mã này là mã bàn là gấp. Bàn là gấp 350k và bên em bao ship cho các bác luôn nhé. Bàn là gấp 350k bao ship luôn, hàng của thương hiệu Socani, hàng đi xuất châu Âu nhé, xịn sò luôn. Đây thì giới thiệu đến cho các bác đó là một cái bộ dòng sạc iPhone này. Cái dòng này thì các bác sạc cổng Type-C nhé. Nó sẽ gồm có cho các bác đây, trong một cái bộ này nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái củ này, cổng Type-C nhé, và một cái cáp sạc luôn. Đó là cả một bộ này cho các bác luôn này. Đó, các bác về các bác sử dụng thoải mái luôn. Hàng này thì cực kỳ xịn sò luôn. Con này các bác về các bác cắm sạc đây. Hôm nay em về được một lô giá cực kỳ rẻ luôn nhé. Nói chung là số lượng của nó chỉ có hơn 100 con thôi. Đấy, đây, một cái bộ của nó như thế này. Đấy, trong hộp còn hộp luôn nhé. Và cái bộ này thì em báo giá nhanh luôn cho các bác 50k. Giá của nó là 50k. Các bác lên cho em mã này là mã sạc iPhone. Bộ sạc iPhone này. Sạc iPhone này. Giá 50k thôi. Giá hôm nay giá rất là ưu đãi cho các bác nhé. Đó, sạc iPhone giá 50k. Số lượng thì nó chỉ có hơn 100 cái nên là các bác nhanh tay nhé. Một cái mã tiếp theo này, một cái mã sạc nữa này. Cái dòng này thì nó là một cái dòng cáp sạc. Cáp sạc của nó thì nó sẽ có 3 đầu cáp sạc béo nhé. Cáp sạc 3 đầu béo này. Đây. Dòng này là dòng xịn sò luôn. Đấy, dòng này của nó là xịn sò luôn này. Đấy, hôm nay giá cũng là thanh lý luôn cho các bác luôn. Đấy, ôm được cái lô hàng thanh lý, giá thanh lý cho bác. Cổng của nó là cổng vào là cổng USB, cổng ra của nó sẽ có 3 cổng, cổng Type-C này, cổng iPhone này và cổng một cái cổng dành cho cái điện thoại Oppo cái thứ đời cũ này. Đấy thì các bác đều có thể sạc được. Một cái này thì nó có 3 chức năng thôi. Đấy, và giá của con này thì đợt này bên em đang có mức giá của cho các bác cực kỳ mềm luôn. 25k. 25 ngàn đồng nhé. Đó, dây cáp sạc bên em đợt này giá các bác yên tâm luôn, giá cực kỳ ưu đãi. Đấy, không muốn gọi là giá rẻ luôn mà là chỉ là giá ưu đãi thôi, nhưng mà thực sự ra với số lượng cho các bác luôn là nhà em số lượng sẵn luôn để cho các bác có thể thoải mái nhé. Một cái mã tiếp theo nữa đây, một cái mẫu bộ trà gót chân. Còn
Con này nếu mà sau này mà nó ví dụ là mà các bác trà hết cái hộp lưỡi này thì không biết có bao giờ hết được, còn lâu hết hết thì vứt đi cũng là vừa thôi. Đấy, trong này có 10 lưỡi đi. Đấy thì hai hộp lưỡi của nó như thế này. Hai hộp lưỡi này để các bác về các bác cứ trà gót chân ý. Ví dụ gót chân các bác nào mà hay phải đi giày cao gót các thứ ý, thì các bác có thể trà chân em nó hơi bẩn nên là em xin lỗi thông cảm em không ấy nhé. Và đây là nó có cái đánh vẩy đây này. Đấy thì các bác đầu tiên là các bác lắp vào, bỏ cái lưỡi ra, các bác lắp cái đánh vẩy này vào. Đây, thay lưỡi các thứ cũng rất dễ thôi. Đây, các bác kéo này xuống này. Đấy, kéo xuống là xuống lưỡi làm của nó này. Và đây các bác lắp cái đánh vẩy vào. Đó, các bác đánh vẩy nó đánh cái ấy lên rồi các bác lấy cái này các bác cạo vào là xong. Đó, rất là tiện lợi thôi. Hàng đẹp luôn nhé, một bộ như này. Giá của một cái bộ trà gót như này nhé, là bên thì em đang có mức giá đó là 50.000 đồng. Nó trong hộp này luôn cho các bác luôn nhé. Trong hộp này luôn này. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã trà gót chân. Trà gót chân này. Trà gót này. 50k. Trà gót này, 50k một hộp này. 50.000 đồng các bác nhé. Các bác lên cho em mã này mã trà gót 50k. Đấy, rất là nhiều những mẫu hàng mới nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo nữa. Con này thì lâu lắm rồi em mới về này. Thực sự với các bác luôn là cái mã này đã từng rất là chạy luôn. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Jack Lapin, hàng của Mỹ nhé. Hàng của Mỹ nên là nó rất là bền luôn. Hàng này thì hàng của Mỹ thanh lý này. Đấy, nó sẽ gồm cho các bác đó là đầu tiên đó là một cái thân máy như thế này. Một cái thân máy này nó sẽ có cho các bác đó là những cái đầu phụ kiện thì tí nữa em sẽ giới thiệu. Này, con này thì đây. Các bác về các bác bật lên. Đấy. Bật lên này, tốc độ các bác có thể giảm được này. Con này mỡ bụng, bác nào mà mỡ bụng thì rất là ok luôn. Con này bác nào mà mỡ bụng thì rất là ok luôn nhé, tăng giảm tốc độ này. Đấy, tốc độ nhanh, tốc độ chậm các bác chưa quen ý. Mới đầu về chưa quen thì các bác dùng cái tốc độ chậm thôi. Đấy, xong là các bác tăng lên dần dần thì con này nó đánh mỡ bụng cực kỳ tốt luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy tay em này. Nó rung rất là đều luôn. Em thì có rất là nhiều mã massage nhưng mà cái mã này thì em thấy là bán cực kỳ tốt và nó cực kỳ bền luôn nhé. Đấy, còn nếu mà các bác muốn thay đầu thì các bác có thể tháo con này ra này. Tháo ra. Đó, tháo ra các bác nâng này ra. Và các bác thay cái đầu khác. Và các bác thay cái đầu khác này. Đấy, các bác thay đổi khác, các bác lắp nó cân vào nhé. Nó có cái ấy của nó đấy, nó có cái chỗ, nó có cái chỗ điểm của nó là điểm vào đấy. Đây này, nó có cái rãnh này. Đó, thì các bác lắp đúng vào những cái vị trí đấy của nó. Đấy, các bác lắp đúng vào vị trí của nó rồi các bác lại lắp lại cái này. Đó. Thì nó có rất là nhiều đầu để các bác có thể thay thế. Nó có rất nhiều đầu để các bác thay thế chứ. Con này thì hàng cực kỳ ok luôn, thương hiệu của Rolex. Nó sẽ có cho các bác đó là 4 cái đầu này. 4 cái đầu này. Massage đánh mỡ bụng có thứ thoải mái luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó là 200k. 200k thôi nhé, giá mềm luôn cho các bác luôn. 200k và bên nhà em bao ship. Hai trăm k này, bao ship luôn, massage Mỹ, ấy massage cắm điện, con này thì các bác lên cho em mã này là mã massage cắm điện, massage cắm điện, ấy 200k bao ship cho các bác luôn, hàng xịn luôn. Đó, các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like các bác nhé. Xin chào các bác nhé, lần này thì bên em lại về thêm cho các bác một cái dòng đèn bão này. Đấy, để mưa gió các thứ này, mùa này thì mùa mưa gió hay mất điện thì các bác có thể sử dụng được. Đấy, con này thì có vặn to vặn bé và đặc biệt nó rất là tiện vì nó có thể sử dụng là sạc. Nó sẽ có sợi dây cáp sạc này, để các bác cắm sạc khi mà các bác hết pin. Hoặc nếu mà bác nào mà vùng nào mà ví dụ các bác mà cảm thấy hay mất điện thì các bác mua dự phòng cho em đến khoảng vài con viên pin 18650 này. Đấy, thì các bác mua cái loại tốt tí thì dung lượng nó sẽ được nhiều hơn. Thì các bác có thể ví dụ là hết pin mà vẫn mất điện, các bác có thể thay. Các bác có thể thay ra. Đó, để các bác thay cái viên pin 18650 mới. Nó rất là tiện lợi luôn nhé. Pin đầu bằng hay đầu nhọn các bác đều có thể sử dụng được. Đó, cái dòng này thì bên nhà em đang có mức giá rất là mềm luôn. Chỉ có 100k thôi.
Đấy, 100k một con đèn bão này. Vặn. Tối ngủ thì các bác để ví dụ để yếu yếu. Đấy, ví dụ ăn cơm có thể để mạnh lên, cũng rất là sáng nhé. Con này cũng rất là sáng đấy, trong lúc mất điện thì lúc bí thì con này rất là tiện lợi. Nó có cái móc để các bác treo lên này. Nó có móc để các bác treo lên như thế. Hàng cực kỳ ok luôn, ánh sáng của nó là ánh sáng vàng nhé. Ánh sáng vàng. Nên là trong tối nó rất là sáng, trong khi tối nó rất là sáng luôn. Đấy, và con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của rất là mềm luôn, chỉ có 100k thôi. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã đèn bão nhé. Đèn bão giá 100.000 đồng. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đây, có nắp thẻ thì các bác thay pin cho nó dễ. Đèn bão 100k. Xịn sò. Đợt này thì bên nhà em lại về thêm cho các bác một số những dòng máy khoan nhé. Máy khoan bê tông này. Con này là khoan bót. Dòng này thì nó có thể là khoan bình thường này để các bác bắt thiết bị này. Nhà của các bác nào cũng nên có một cái nhé các bác nhé. Khoan đấm này và đục này. Thỉnh thoảng các bác ví dụ là khoan bắt cái khung ảnh này. Đấy, thì không phải thuê thợ nữa. Và con này đặc biệt có một cái rất là hay, đó là nó sẽ có cho các bác đó là xoay ngược này. Đấy, xoay ngược. Đây các bác có thể nhìn thấy. Xoay ngược này. Đấy, và xoay xuôi này. Đấy. Thì là các bác sẽ chỉnh ở đây nhé. Nó sẽ chỉnh ở đây. Thì là nó sẽ xoay ngược xoay xuôi. Đấy, nó sẽ đảo chiều của cái vòng xoay của nó. Con này thì khoan đục các thứ rất là ok. Thỉnh thoảng ví dụ các bác muốn đục cái lỗ thông gió hay là các thứ thì đều có thể đục được. Và các bác đi làm điện, làm nghề ấy. Làm nghề thì các bác có thể khoan thường. Đấy, hoặc là bắt thiết bị ở trong phòng vệ sinh tắm này. Thì con này rất là ok luôn nhé. Hàng của Boss nhé. Hàng của Boss. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Chất lượng. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 700.000 đồng. 700k vào bên nhà em bao ship luôn. Cái dòng này thì nó sẽ sử dụng nguồn điện 220V nhé. Đây, nó có các cái hướng dẫn sử dụng này. Đấy, để các bác khoan đấm này. Đấy, khoan thường này. Và đục phá bê tông này. Đấy, thì nó đều có thể sử dụng thoải mái luôn. Hàng này thì xịn sò luôn nhé. Nó khi các bác nhận hàng nó sẽ là một thân máy này. Nó sẽ gồm có cái dây điện này của nó này. Nó sẽ dài cho các bác tầm khoảng 3 mét để các bác có thể thay thế. Hàng cực kỳ ok luôn. Dễ dàng sử dụng. Đó, giá rất là mềm luôn, 700k nhé các bác nhé. 700k bao ship cho các bác luôn. Đấy. Các bác nhớ là ở đây là cái đảo chiều nhé. Nhiều khi là ví dụ các bác khi bác nhận về thì nó đang ngược chiều thì các bác đảo lại cái này cho em. Đó, hàng xịn sò luôn. 700k vào bên em bao ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này là mã máy khoan bót nhé. Máy khoan bót 700k bao ship. Giới thiệu hàng mới cho các bác luôn. Cái con này thì nó là dòng chăn Muji. Dòng chăn Muji nhé. Dòng chăn này thì là hàng ở siêu thị Nhật chuyển về. Nên là các bác yên tâm luôn, hàng này thì đảm bảo cho các bác. Nó sẽ gồm có cho các bác này. Đây, khi các bác nhận hàng nó sẽ là một cái chăn như thế này. Chăn này thì nói chung là nó như kiểu là chăn nhung ấy. Các bác đắp mùa đông cũng vẫn được, nhưng mà lạnh bình thường thôi. Còn nếu mà lạnh các bác miền trên thì chắc chưa chắc. Đấy, con này thì nếu mà nằm trong phòng điều hòa thì đắp rất là hợp. Mà nó cũng không phải mỏng đâu, nói chung là rất là dày dặn, nó dòng kiểu chăn nhung thì các bác có thể nhìn thấy này. Màu sắc thì rất là nhiều màu nhé. Em sẽ để trên hình ảnh cho các bác luôn. Đấy. Để các bác có thể tha hồ lựa chọn. Đấy. Rất là dày dặn này. Viền viết các thứ của nó này. Mà con này đắp rất là sướng luôn nhé. Nó như kiểu chăn nhung, chăn thu đông. Nói chung đắp rất là ok luôn. Trong phòng kín mà đắp con này cũng rất là ấm, thoải mái luôn. Con này kích thước của nó sẽ là một chiều là 2m và một chiều là 2m3 nhé. Một chiều 2m, một chiều 2m3. Viền viết các thứ của nó này. Những cái đường may của nó cực kỳ tinh tế luôn. Hàng này thì hàng xịn sò rồi. Nên là các bác yên tâm. Nhận hàng của nhà em ấy thì các bác yên tâm luôn. Đó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Rồi các bác phải thanh toán. Đúng như cái video nhà em quảng cáo cho các bác như thế nào thì hàng khi đến tay các bác là nó đúng như video, không sai một tí nào cả. Và giá của nó thì là rất là mềm luôn. Đấy, 250.000 đồng nhé. 250k ở bên nhà em bao ship. Và con này thì cái trọng lượng của nó sẽ rơi vào. Em vứt ra đo cho cân cho các bác luôn. Nó sẽ rơi vào 1,5 cân. 1,5 cân. 1,5 cân các bác nhé. Đấy, 1,5 cân. Hàng đảm bảo cho bác luôn, xịn sò, chất lượng. Đấy, nó sẽ rơi vào tầm 1,5 cân. Hàng của Muji nhé. Hàng của Muji. 250.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. 250k bao ship cho các bác cái mẫu chăn Muji này. Đấy, chăn thu đông. Chăn thu đông nhé. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, giá thì cực kỳ mềm. Cực kỳ ok. 250k bao ship. Một cái mã tiếp theo này. Một cái dòng ruột gối này. Hàng này cũng là hàng của Muji luôn. Đấy, hàng con này thì xịn sò luôn. Đây, để em sẽ bóc ra cho các bác. Đấy, khi về là nó đã có một có đôi có cặp này. Bác nào mà mùa đông mà chưa có người yêu thì hoặc là ấy thì các bác có thể mua đấy một
đôi như thế này. Đây về gối đầu hai vợ chồng rất là ok luôn. Đấy. Đảm bảo cho bác luôn là khi nhận hàng các bác thoải mái luôn nhé. Hàng của Muji này. Đấy, hàng của Muji này. Cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, tem mác đàng hoàng luôn nhé. Nó sẽ hai cái vỏ gối mà khi các bác nhận hàng ấy thì nó sẽ hút chân không bé tẹo tèo tèo như thế này. Đấy, nhưng mà khi các bác dỡ ra tự động nó sẽ phồng lên. Tự động nó sẽ phồng lên nhé. Đấy, để các bác thay cho vào cái ruột gối. Để các bác cho vào cái ruột gối này. Đấy, nó sẽ phồng lên một chút. Đấy, để các bác nằm, nói chung là nằm nó sẽ dễ chịu. Nằm nó sẽ dễ chịu nhé. Bên trong này thì rất là mềm, nó là thành phần gọi là những cái dòng bông với lại các thứ. Nói chung là các bác sờ vào cái chất liệu của nó rất là ok luôn. Đây, để em xem mở ra xem nó bên trong này nó là cái gì. Đây. Những cái ấy này rất là mềm và nó rất là thoải mái luôn nhé. Nằm nó rất là sướng luôn, nhà em đang trải nghiệm rồi. Nằm con này rất là sướng mà nó dễ chịu, nó không bị mỏi cổ. Các bác có thể gấp đôi lại nhảy nếu mà bác nào nằm cao. Còn bác nào mà nằm bình thường ấy thì các bác để một cái như này thôi, như em để cái này. Nằm nó rất là dễ chịu, nó không bị đau mỏi cổ mỗi sáng thức dậy nhé. Giá của cái bộ như thế này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 200k. 200k một cặp. Nhà em bán cái này bán theo cặp nhé, chứ không bán lẻ. Bán theo một cặp này là 200k và bên em bao luôn phí ship cho các bác luôn. Đấy. Các bác lên cho em mã này, mã mỏ vỏ gối nhé. À ruột gối, em xin lỗi. Ruột gối của Muji. Đấy. Khi các bác nhận hàng thì là nó đã hút chân không rồi nên là nó có rất là bé. Còn là khi mà các bác mở ra ấy thì nó rất là ok luôn. Rất là sử dụng rất là sướng. 200k và bên em bao ship cho các bác cái dòng vỏ gối này. À ruột gối này nhé. Hàng xịn sò luôn. Đây thì có một cái dòng bếp lẩu nướng này, thành lý cho các bác cái mức giá cực kỳ ok luôn. Ở đây thì con này nó có cái chỉnh nhiệt độ nhé, chỉnh nhiệt độ của cả nướng và cả lẩu. Đấy, bác nào thích ăn nướng thì ăn nướng, còn bác nào thích ăn lẩu thì ăn lẩu. Nói chung là kích thước của nó thì cái bếp này cũng không to lắm đâu, nó là kích thước vừa vừa thôi để gia đình ăn thôi. Đấy, con này thì kích thước của nó đây, cái bếp nướng của nó sẽ là 29 nhân với lại 22 năm, một chiều 129, một chiều 22 năm. Còn cái bếp lẩu của nó thì là một chiều là 22 và một chiều của nó là 16. Để các bác ăn lẩu nhúng nhức các thứ ở đây đều được, nếu vừa một công đôi việc. Đấy. Con này thì sử dụng nguồn điện 220V, thương hiệu của nó là Airbus, hàng của Germany nhé. Hàng cực kỳ xịn sò luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 275k nhé. Trước kia làm bán là 550 đấy, giảm 50% giá tiền luôn. Giảm 50% giá tiền xuống còn 275k và bao luôn ship cho các bác luôn trong cái video ngày hôm nay. Thực tế cái này là xả đang là rất là lỗ rồi. Đấy, nên là các bác yên tâm luôn, hàng chất lượng bao cho các bác là vẫn dùng tốt nhé. Hàng thanh lý lỗ nhưng mà vẫn dùng tốt cho các bác luôn. 275k và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác. Một cái mã tiếp theo đợt này lại về thêm cho các bác một số cái dòng tông đưa hớt tóc này. Cái dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Wigo. Hàng xịn sò luôn. Đấy, Wigo, hàng của nội địa Nhật Made in Japan nhé các nhé. Con này sẽ có một cái cáp sạc bốn cái cỡ cữ này, để các bác cắt cho các bạn bé ở nhà mình hoặc cắt người lớn đều được, cắt 3 phân hay các thứ đều ok này. Đây. Có hiển thị phần trăm pin nhé. Các bác tông đưa thoải mái luôn. Rất là sắc bén luôn. Đấy, con này thì công suất của nó là 5W. Hàng trưng bày của siêu thị. Cực kỳ ok luôn, các bác chỉnh tốc độ ở đây. Con này thì bên em đang có mức giá đó là 300k và bên em bao ship các nhé. 300.000 đồng bao ship cho các bác cái máy tông đưa hớt tóc này. Hàng cực kỳ xịn sò luôn. 300k bao ship cho các bác. Đây, các bác lắp vào. Để lắp cái tông đưa thì các bác lắp vào đây. Đó, thế là xong. Và các bác có thể làm cữ để các bác tông đưa. Nó có 4 cái cữ tất cả. Đó là 12, 9, 6 và 3. 300k và bên em bao ship. Tông đưa hớt tóc. Các bác lên cho em mã này, mã tông đưa nhé. 300k bao ship cho các bác cái mã này. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Winro. Một cái mã tiếp theo này. Còn một số ít những cái dòng đài FM này. Đấy, các bác về nhé. Ở đây nhé. Ở đây các bác bật đồng hồ ấy thì nó có cái chặn này. Thì các bác bật xuống này. Là đồng hồ chạy này. Đấy, bật xuống là đồng hồ chạy. Đấy, còn các bác tắt đi này, thì nút đấy thì cái này nó trôi gạt ở đây để chống đồng hồ tự nó chạy nhé. Đấy. Con này thì các bác về các bác cài đặt giờ thì đây, các bác cài đặt đằng sau này.
Đấy, các bác muốn cài đặt bao nhiêu giờ cũng được. Ở đây bật tắt này. FM này. Việc triển khai với lượng trang thiết bị lớn ở một cái địa bàn xa như vậy thì gặp thách thức như thế nào và chúng rất ta là nhạy có sự chuẩn bị như thế nào thưa? Và các bác chỉnh để chúng ta chuyển sang thứ thính giả. Đấy, các bác dò sóng này. Tối nằm nghe FM thì thoải mái luôn. Thêm tại Nam Sudan, Bộ Quốc phòng đã tổ chức mua sắm và vận chuyển hơn 150 tấn hàng hóa và trang thiết bị đến phái bộ. Các bác có thể nghe đó là năm 2022 nghe nhạc USB này, thẻ nhớ các thứ đều có thể ok được nhé. Và con này hình như các bác có thể bắt được cả Bluetooth thì phải đấy. Tại khu vực AB rất là tiện lợi luôn. 2000 tấn hàng hóa phương tiện, xe máy, con này thì nó sẽ sử dụng bằng pin nhé. Các bác có thể dùng pin con thỏ to hoặc là nó đã có sẵn pin 18650 ở đây rồi. Đấy, nếu mà bác nào cần thì các bác có thể dùng pin con thỏ to ở đây thì thoải mái luôn. Đấy, giá con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 300k nhé. Và bên nhà em bao ship công bình của Việt Nam. Đảm bảo duy trì cho việc nghe rất là ok luôn. Đài FM 300k và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã đài FM này. Đến địa bàn phái bộ. Có thể liệt kê như thứ nhất. Đài FM 300k bao ship nhé. Hàng toàn hàng độc lạ. Đợt này thì bên nhà em lại về thêm một số những mẫu máy xay thịt. Con này có hai cấp độ các bác nhé. Cái cối của nó là cối kính. Con này thì cực kỳ đẹp luôn và dễ sử dụng. Nắp của nó là bằng nắp nhựa nhé. Chi tiết của nó đây, 4 lưỡi cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, hàng chưa qua sử dụng, hàng còn nguyên hộp luôn cho các bác. Nên là các bác về các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, con này xay thịt, xay cá, rau củ quả đều có thể ok. Tôm, cua, cá, ốc ếch đều xay thoải mái luôn nhé. Con này thì rất là tiện lợi luôn. Cối của nó bằng cối thủy tinh. Con này thì dung tích của nó là 2 lít. Hàng đẹp luôn. Chất lượng. Để em đo cho các bác cái kích thước của cái cối này nhé. Cái cối này thì miệng của nó là rộng 18cm. Và cái chiều cao của con này là 11 nhé. 8-11 này. Hàng đẹp luôn. Con này thì hàng của Japan nguyên hộp. Hàng này đợt này về số lượng của nó cũng được có chục hộp thôi. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 400.000 đồng nhé. 400k mà bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác luôn. Sử dụng điện là nguồn điện 220V. Ở công suất của nó đâu nhỉ? Để em lấy hộp xuống đọc cho các bác luôn. Đây. Công suất là 500W, sử dụng điện 200, dung tích 2 lít. Đây anh nhìn. Đấy, hàng của Japan. Cực kỳ chất luôn nhé. Dễ dàng sử dụng, xịn sò. Đấy, các bác về các bác đặt đúng vào cái nấc của nó là được. 400k với nhà em bao ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này, mã máy xay kính. Xay kính này. Xay kính 400k bao ship các bác nhé. Xay kính 400k bên em bao ship. Một cái mã nữa này, một cái dòng quạt hút của Panasonic này. Con này thì nó là hàng mới chưa qua sử dụng luôn nhé, nhưng mà số lượng của nó bây giờ còn ít thôi. Trước kia em bán về số lượng rất là nhiều luôn và con này thì các bác sử dụng rất là ok luôn. Con này thì ngoài thị trường, hàng nếu mà hàng mới như này, thực lòng nếu mà các bác mua hàng Việt Nam của Panasonic xịn thì nó cũng sẽ rơi đâu đó cầm tầm 1.8-1.9 nhé. Con này bên nhà em đang có mức giá chỉ có 1 triệu thôi. Chỉ có 1 triệu. Nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái thân quạt như này. Đấy, một cái thân quạt như thế này. Này. Ống của nó này, ống da của nó, ống da của nó là ống da 90 nhé, để đo cho các bác cho nó chính xác luôn. Ống da của nó là 96 cm. Đấy, 9,6. Con này thì nó sẽ mặt của nó sẽ là vuông 21 x 21. 21 x 21 đây là phủ bì nhé. Còn nếu mà các bác cắt lỗ ấy, để lỗ ấy, thì các bác chỉ cần để lỗ bé thôi. Chỉ cần để lỗ đến 17,5 thôi. Còn nếu còn khi mà các bác lắp mặt lên này, khi các bác lắp cái mặt này lên này, thì nếu mà các bác chẳng may mà để lỗ to quá thì cái mặt này nó là 24 x 24 cơ, nên là nó cũng có thể che được hết những cái khuyết điểm của khi mà thợ xây người ta xây chát vào. Đấy, hàng này của nó thì đây, phi 100, hàng của Panasonic nhé. Con này thì vẫn còn hộp, có con của hộp nhưng mà cũng có con là thực sự với các bác luôn. Đây về hộp nhìn các bác có thể nhìn thấy hộp nó nát này, nhiều khi nát quá thì em bỏ nhé. Đấy, hàng này thì nó sẽ là thông số cho các bác luôn. Con này thì sử dụng điện 100, con này thì sử dụng điện 100, công suất của nó 7.6 x 9.3W. Đời 2022, đời 22 này. Đấy, đây, đây là đời của nó này. Đấy, đời cực kỳ mới này, đây đời đây 22 này. Con này thì rất là ngon lành luôn, mà chạy thực sự với các bác rất êm nhé. Đặc biệt nếu mà các bác nào mà nhà dùng tường ấy, nhà lắp ở tường ấy mà không cần đến cái này,
Đấy, thì các bác có thể tháo ra được. Đây, để em tháo ra cho các bác. Đấy, nếu mà bác nào mà tường vuông ý, thì các bác có thể tháo ra được. Rất là xịn sò luôn, độ dày của nó nhé. 17,5. 17,5 luôn nhé. Đây, đấu điện vào đây. Con này thì các bác làm trên âm trần này. Đấy, hay là làm âm trần này, hay là làm trên trần thạch cao này, hút mùi phòng vệ sinh này thì rất là tiện, hay là hút mùi phòng ngủ. Phòng ngủ thì nhiều bác cũng có dùng hút mùi. Đấy thì nó cũng rất là tiện thôi, các bác lắp vào. Rất là tiện, có lỗ hở ở đây. Còn nếu mà không cần cái này thì các bác có thể tháo bỏ ra. Nếu mà các bác cho hộp kỹ thuật, nhé thì các bác tháo này ra, còn nếu mà các bác cho lên trần thì các bác lắp này vào. Vậy thôi. Đấy, con này bên em đang có mức giá của nó đó là 1 triệu đồng và bên em bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã quạt hút mùi. Quạt hút mùi Panasonic. Một triệu đồng. Quạt hút đi. Quạt hút Pana. Một triệu đồng. Bao ship. Đấy, một triệu đồng với bên em bao ship nhé. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chiếu điều hòa này. Con này thì nhà em có đầy đủ các kích cỡ, thì em sẽ ghi kích cỡ và báo giá cho các bác. À, có một cái điều lưu ý cho các bác một chút, đó là cái chiếu 1m2 là nó sẽ có một cái vỏ gối, còn lại là hai cái. Đấy, còn lại hai cái vỏ gối viền lụa nhé. Viền của nó là viền lụa này, cực kỳ đẹp luôn. Đây, hai mặt. Hai mặt mùa đông mùa hè thì các bác đều có thể sử dụng được. Đấy, hai mặt. Mặt của nó thì nói chung là rất là đẹp, nó rất là nhiều mẫu mã. Đây, để em sẽ dở cho các bác thêm một cái chiếu nữa. Này, chiếu này còn 1m8 này. Nó cái mặt đằng sau này nó có rất là nhiều cái kiểu mẫu mã nhé, nên là cái mặt đằng sau này thì nó sẽ là mặt ngẫu nhiên, còn cái đằng trước này của nó là sẽ là mây, còn đằng này nó là lụa. Đấy, để nó may vào để các bác mùa đông ý, các bác có thể lật ngược ra các bác dùng. Đấy, hoặc là những trời lạnh thì các bác có thể lật ngược ra các bác có thể dùng thoải mái luôn. Đó, con này thì nó sẽ có đầy đủ các kích cỡ cho các bác, như kiểu là 1m2, 1m5, 1m6, 1m8 và 2m2. Đó thì là ở đấy có vài cái số loại chiếu như thế. Và đây thì em sẽ ghi luôn cái giá tiền vào đây nhé. Thì chiếu 1,2 này nhân 2m này. Đấy, thì cái con này thì các bác lưu ý là có một cái vỏ gối thôi, thì giá của nó sẽ là 320k. 1m5 này nhân 2m này là 340k. 1m6 này nhân 2m này 360k. 1m8 nhân 2m 380k. Và 2m2 nhân 2m. Đấy, giá của nó sẽ là 400k. Và toàn bộ cái đơn hàng này, cái sản phẩm này thì bên nhà em đã bao gồm phí ship cho bác rồi nhé. Tức là các bác chỉ nhận hàng, các bác chỉ thanh toán đủ bằng lấy tiền là được. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, và hàng này thì là hàng của Muji, thương hiệu Muji. Cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, cực kỳ xịn sò luôn đây. Nó có 1 2 3 4 5 loại thôi. Cái này là 2m2 nhé, nhân với 2m. Cực kỳ xịn, chất lượng. Đó, các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho giúp em xin một nút like các bác nhé. Lần này thì ở bên nhà em về thêm một ít số những cái dòng mà xịt thuốc diệt chuột này. Đấy, thuốc diệt chuột không mùi không vị. Đấy, và con này thì nó yên tâm luôn, dùng đảm bảo xịn sò. Và một cái dòng đó là xịt diệt côn trùng, con này thì dán mũi ruồi các thứ thoải mái luôn này. Một cái dòng này thì nó sẽ là bán cả combo này. Thì các bác mua combo thì lúc nào cũng giá rẻ hơn và bán lẻ. Một chai cũng thế. Một chai này thì dung tích của nó là 450ml. 450ml thì diệt côn trùng này. Hàng cực kỳ xịn luôn nhé. Đấy, con này thì hàng của nó là hàng nội địa Nhật. Nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp. Đấy, và chưa xịt. Đấy, thì các bác về mở ra. Mở cái đầu này ra và các bác xịt nó là xong. Hàng của nội địa Nhật nhé. Nên là nó dùng rất là an toàn luôn. Không mùi. Đấy, nên các bác xịt ruồi, xịt giết các thứ cũng rất là tiện lợi luôn. Đấy, thì con này thì rất là an toàn luôn. Và giá của nó nhé, thì bên nhà em sẽ bán theo giá combo và bán lẻ. Thì các bác nào mà mua combo thì giá của nó sẽ là 250.000 đồng. 250k trên một cái lốc này, 250k. Còn khi các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 180k. Đấy, đâu? 150k cho em xin lỗi. 150k một chai. Còn khi các bác mua lẻ là 150k một chai. Còn khi các bác mua một lốc thì là 250.000 một lốc. Hàng xịn sò luôn. Đấy, xịt diệt côn trùng nhé, không màu không mùi. Các bác về các bác nhận hàng các bác xịt thử luôn. Đấy, cho em. Hàng đảm bảo cho bác là xịn sò luôn nhé.
Một con mã tiếp theo đây, đó là một cái dòng xịt chuột, một cái dòng thuốc diệt chuột. Dòng này thì ruột diệt chuột rất là nhạy luôn nhé, em đã test thử ở nhà em rồi. Đấy, diệt chuột rất là nhạy. Con này thì dễ sử dụng thôi. Đây. Đấy. Các bác chỉ việc là cậy cái nắp ra nhé, nhưng mà các bác lưu ý là tránh chỗ tầm tay của trẻ em các thứ ra. Đấy, thì nó rất là ok luôn. Diệt chuột, con này thì bên em đang có mức giá đó là 150.000 một hộp này. 150k nhé. 150k trên hộp. Đấy. Và con này thì đây, các bác chỉ cần việc lột ra xong là để chỗ nào có chuột thôi. Nhất là gần có thóc cái thứ này. Rất là tiện lợi luôn. Đây. Đấy. Các bác có thể truy cập website của nó là earth.jp.com, là nó sẽ ra cái thương hiệu này. Con này rất là xịn sò luôn nhé. Đấy, diệt chuột tận gốc luôn. Và con này nó nói chung là rất là nhạy, em thử rồi, rất là nhạy và rất là ok luôn. Đấy, mà giá mềm thôi. 150k một cái hộp này. Hàng xịn sò luôn nhé. Cái mã tiếp theo này, một cái dòng ly giữ nhiệt này. Ly giữ nhiệt đợt này thì về cái dòng ly giữ nhiệt đời mới nhé. Nói chung là rất là ok luôn, tay em ướt quên mất. Đây. Cực kỳ xịn sò luôn nhé. Nó là hàng bãi. Con này thì con này dùng nếu mà bác nào mà làm quán cà phê thì con này rất là ok luôn. Rất là dày dặn nhé. Và trong này dung tích các bác để cà phê này giữ nhiệt rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có cái miệng ly của nó. Để em đo cho bác kích thước nhé. 7,8 cm. Cao của nó là 16,5 cho em xin lỗi. Cao 16,5. Con này dùng rất là ok luôn, giữ nhiệt cực kỳ tốt. Inox 2 lớp nhé. Và bên giữa này là chân không. Đấy, con này inox rất là dày luôn. Giá của con này thì bên em đang có mức giá đó là 85.000 đồng. 85k. Trên cái nhé. Mua 10 cái thì bên nhà em sẽ bao ship cho các bác luôn. Ly nhiệt 85.000 đồng một cái, 10 cái bao ship. Đợt này thì bên nhà em lại về thêm cho các bác ổ đối nối. Đấy, ổ cắm điều khiển từ xa. Hai lỗ. Đấy, con này thì một phát là các bác có thể điều khiển được hai cái lỗ này nhé. Các bác cắm vào đây rồi các bác bật công tắc này. Đấy, bật tắt on off này. Thì con này thì nó lại có một cái là nó nhược điểm một tí là các bác tắt là tắt một phát hai cái luôn. Đấy, và bật một phát hai cái luôn, nhưng mà nếu mà nhiều khi các bác cần sử dụng đến hai cái thì các bác đều có thể sử dụng được. Con này thì công suất của nó là 30A trở xuống này. Đấy, từ khoảng cách điều khiển từ xa là 100m đến 1km này đều có thể ok này. Hàng xịn sò luôn nhé. Nó một bộ này khi các bác nhận hàng của nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái điều khiển và một cái bộ như thế này. Các bác cắm trực tiếp vào. Rất là ok luôn nhé. Đó, hàng đẹp. Điều khiển mà xa xa quá thì các bác kéo này ra, các bác rút cái đầu này lên cho em. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã ổ cắm điều khiển từ xa 2 chạc. Đấy, điều khiển từ xa 2 chạc, giá của nó sẽ là 300.000 đồng. 300k và bên em bao ship cho các bác các bạn. Đấy, ổ cắm điều khiển từ xa 300k bao ship. Nhận hàng nhà em ấy thì các bác yên tâm luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác không phải thanh toán, nên là không phải lo lắng là bị nọ bị kia hay làm sao cả. 300k bao ship. 300.000 đồng và bên em bao ship ổ cắm điều khiển từ xa. Ổ cắm 2 chạc. Còn đây cũng lại một loại ổ cắm nữa này. Con này thì cũng điều khiển từ xa nhưng con này nó chỉ có một cái ổ để các bác cắm thôi. Đấy, con này chỉ có một cái ổ để các bác cắm thôi. Tức là nó cũng có một cái điều khiển này và một cái ổ cắm này. Thì con này thì các bác cắm trực tiếp vào nhé. Công suất của con này cũng là 30A này. Điều khiển từ xa con này cũng là từ 100m đến 1000 đến 1 cây số để các bác có thể điều khiển thoải mái. Xa thì các bác rút cái này lên cho em nhé. Xa thì bác rút lên. Còn nếu mà gần thì thôi. Đấy, một bộ của nó như thế này. Hàng đẹp luôn. Con này thì rẻ hơn. Con này thì giá của nó sẽ là 250k. 250k và bên em bao ship. Đấy, các bác lên cho em mã này mà ổ cắm nhé. Ổ cắm 1km này. Ổ cắm 1km. Con này thì 250k hôm nay. An toàn nhất thì các bác cứ chụp lại màn hình giúp em nhé. An toàn nhất các bác lại chụp lại màn hình giúp em. 250k và bên em bao ship. Một cái ổ nữa này. Cái ổ nữa này. Cái dòng này nó là ổ đấu nối này. Đấy, nó sẽ có cho các bác đó là để các bác đấu nối. Ở đây thì nó sẽ có ký hiệu 1-2 cho các bác này. Con này thì điều công suất của nó thì hơi bị to luôn. Công suất của nó là 40A. Để các bác điều khiển cho các bác là những cái xa, những cái to, máy bơm nước hay là các thứ đều rất là ok luôn.
Đấy, cứ đúng công suất là được. Đâu nhỉ? 40A này. 40A. Đấy, cách đấu nối của nó thì nó sẽ như con này luôn. Nó sẽ như cái con này này. Đây. Các bác đấu nối vào là 1 2 là vào, con này nó rẻ hơn, tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác. 1 2 là điện vào nhưng 3 4 là điện ra và các bác điều khiển. Con này thì giá của nó sẽ là 220.000 đồng. 220k. Đấy, một bộ này. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã bộ ổ đấu nối 40A. Hoặc là ổ đấu nối 40A này. 220k bao ship. Ổ đấu nối 40A 220k bao ship. Còn đây, cách đấu nối thì tất cả nó hai con này nó giống nhau. Một con là đấy, các bác cắm vào. Ở đây thì nó cũng có, sẽ có cái công tắc để các bác bật tắt này. Đấy, và con này thì đây nó bị vỡ cái đuôi này nhá. Đấy, thì rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, các bác sẽ dùng remote để các bác điều khiển nhé. Đấy, con này thì đây, bật này, tắt này. Đấy, on off ở đây, bật này. Đấy, bật này. Bật tắt này, bật tắt này, bật tắt này. Đấy, các bác chỉ cần ấn nút thôi. Đấy, các bác chỉ cần ấn nút bật tắt này. Đấy, bật tắt, bật tắt, bật tắt. Đấy, bật tắt thoải mái. Đấy, tắt off này. Off là tắt, on là bật. Đấy, thì khi các bác nhận hàng của nó sẽ là một cái ổ mới như này. Rất là dễ. Đấy, rất là dễ, các bác bật tắt thoải mái. Con này thì công suất của nó chỉ có 20A thôi. Đấy. Đây này, đặt lệnh keo này on một lần là nhấp nháy 3 lần bật xong tắt máy này. Đấy, thì nó rất là nhiều cái hướng dẫn này. Đấy. Đấy, nó rất là nhiều cái lệnh này. Đấy, các bác có thể đọc ở hướng dẫn sử dụng này. Đấy, on off là cách bật bình thường này. Đấy, và những cái tắm bộ nhớ reset này. Đấy, thì nó có cả hướng dẫn luôn nhé. Nó có cả hướng dẫn cho các bác cách đấu nối với các thứ ở trong cái hộp này luôn rồi. Đấy, và giá của con này thì của nó sẽ là 90.000 đồng thôi. Đấy, khi các bác nhận hàng nó sẽ là một bộ này. Đấy, ổ đấu nối 90k. Các bác lên cho em mã này là mã ổ đấu nối 90k. Đó, giá của nó là 90.000 đồng. Hàng đẹp luôn. Đấy, nhận hàng thì các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Và con này thì bảo hành đổi mới cho các bác trong vòng một tuần đầu luôn. Hàng xịn sò. Cái mã tiếp theo này. Máy hút bụi. Máy hút bụi này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio. Nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 đồng. Và một cái dây cáp sạc này. Và một cái dây cáp sạc này. Để các bác về các bác cắm sạc vào cái cục sạc điện thoại. Và các bác cắm sạc vào cái ấy. Con này thì rất là xịn sò luôn nhé. Hàng còn mới luôn. Con này mà các bác hút bàn thờ thần tài, bàn thờ gia tiên hay là bàn thờ tôn giáo, đấy, đạo nào cũng thế, cũng bàn thờ chúng ta cũng cần vệ sinh sạch sẽ thì con này rất là ok luôn. Đây. Rất là xịn sò. Hút rất là khỏe luôn. Con này thì ở bên em đang có mức giá đó là 200k ở bên em bao ship. Bên con này nó vừa hút này, nó có đầu hút này và ở đây nó có cả thổi luôn này. Đây. Thổi, các bác có thể thổi bé ở những cái khe cửa, các bác đều có thổi được. Đấy, to bé các bác đều có thể thay vào được. Đấy, các bác thấy cái tốc độ phồng của cái túi này là các bác biết rồi. Hàng chất lượng luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio nhé. Hàng nội địa Nhật. Con này bên em đang có mức giá của nó sẽ là 200k và bên em bao ship. 200k bao ship cho các bác luôn. Cái mã tiếp theo này, một cái dòng điều khiển của điều hòa Panasonic. Tất cả các dòng điều hòa Panasonic thì đều có thể sử dụng thoải mái luôn. Full chức năng luôn nhé. Con này thì các bác có thể dùng được tối đa tất cả các cái chức năng của cái điều khiển. Đây. Các bác có thể dịch này. Đấy, các cái chế độ này, thủ công này, đấy, mạnh mẽ này, dài này. Bên ngoài này thì rất là đơn giản thôi. Bên ngoài này là các bác sử dụng thường xuyên này thì nó có này, làm mát này, thì là chế độ là bình thường mát này, hút ấm này, sưởi ấm này. Đấy là điều hòa dùng cho điều hòa hai chiều này, tắt đi này, tự động này. Đấy. Và đây là tăng giảm nhiệt độ. Đấy. Rất là tiện lợi luôn và rất là dễ sử dụng. Còn bên dưới này thì nó những cái chức năng chuyên sâu để các bác có thể chỉnh chuyên sâu. Đó, thì thường thường là chúng ta cũng không cần dùng đến những cái này. Con này thì nó sẽ sử dụng cho các bác đó là pin. Pin của nó là hai viên pin AA ở đây. Để các bác có thể sử dụng thoải mái. Nói chung là những cái dòng này thì nó rất là dễ sử dụng. Để em lấy pin ra lắp vào cho các bác xem luôn.
Đấy, các bác lắp pin mà thôi. Đấy, nó sẽ hiển thị này. Thì khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ có pin biết các thứ cho các bác rồi. Các bác lên nhé, bật điều hòa cho em luôn. Cứ điều hòa nhận tít cái là được, bấm phát tít cái được. Nhưng mà nó chỉ dùng cho Panasonic thôi nhé, nó chỉ dùng cho Panasonic thôi. Hàng này hàng của siêu thị Nhật xịn nên là các bác yên tâm luôn. Đẹp luôn. Đó, giá của nó thì bên nhà em đang có mức giá đó là 300. Đấy, bật lên nó sẽ hiển thị này, nhiệt độ các thứ này. 300k với nhà em bao ship. Đấy, còn đây là các bác muốn chỉnh gió này thì đây này. Đấy, chỉnh gió này. Chỉnh cái cờ gió này. Đây là chỉnh cái cánh vẫy này. Vẫy sang hai bên này. Còn đây là tốc độ gió này. Đó, thì các bác tùy chỉnh. Cái này là các bác tùy chỉnh nhá, cho nó dễ nhé. Đó, thì chỉ chúng ta chỉ cần 1 2 3 nút này này và bên ngoài là ok, không cần phải cái gì chuyên quá chuyên sâu. Và đây là tắt. Và đây là tắt, thế thôi. Đơn giản, 300k bao ship, điều khiển điều hòa Panasonic. Giờ về được một lô hàng sạc ắc quy cực kỳ ok luôn nhé. Dòng này cũng là for shop nhưng mà trước kia thì nó là sản xuất ở Trung Quốc, nhưng mà lô này thì nó là sản xuất tại nội địa Nhật, made in Japan, cực kỳ ok luôn các bác nhé. Rất là hiếm hoi khi một lô này về nó lại là hàng xịn sò như này. Đó, con này thì đây. Đấy, cắm sạc vào nhé. Các bác có thể sạc cho bình ắc quy xe máy, xe đạp, điện các thứ này. Nhưng mà con này nó chỉ có cho các bác đó là công suất của nó là 75W thôi. Đấy, và các bác sử dụng điện là điện 100 đến điện 240V nhé. Đấy, con này giải điện của nó rộng này. Đấy, và sử dụng điện là sạc là 13,8 đến 15,5V, max của nó là 5A. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Đây, để em kẹp vào bình em cho các bác xem luôn. Đầy pin thì những cái dòng này của nhà em thì nó vẫn là tự ngắt nhé. Đây. Đấy, quạt tản nhiệt. Có quạt tản nhiệt này. Đấy, đầy pin là sẽ tự ngắt cho các bác. Đây, báo sạc này. Và con này thì nó có cái đây này. Nó có cái gì lây đấy bình này, khử xung phát này. Đó, hàng cực kỳ ok luôn. Khử xung phát là gì, là nó tái tạo lại trong những cái ozone ở trong cái bình ắc quy của các bác để cho bình ắc quy của bác nó tái tạo. Hàng cực kỳ ok luôn đây. Nó cứ bao giờ nó nhấp nháy sang cái khác là được. Đấy, con này thì sạc bình ô tô, bình xe máy nhé, đều được nhé. Cứ làm sao mà cái công suất của nó dưới 5A là cho em là ok. Con này thì các bác lên cho em mã này là các bác lên cho em mã này là mã sạc 4A nhé. Sạc 4A, đây để em ghi cho các bác cái mã luôn. Đây, các bác cứ ghi cho em mã này, lên mã cho em là sạc 4A nhé. Lô này thì sạc 4A này, 250k bao ship. Hàng nội địa Nhật. Sạc 4A, 250k. Hàng nội địa Nhật nhé, hàng xịn sò luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện. Hàng xịn sò, hàng chất lượng luôn. Một cái mã tiếp theo này. Một cái mã theo thứ tự luôn nhé, theo thứ tự thông số luôn. Con này thì hàng của Forsu này. Con này thì nó có nút cảm ứng này. Đấy, con này thì đa năng hơn nhé. Con này thì có thể sạc được từ 12V 6A đến 24V 3A, tức là có thể sạc được cả bình 12, bình 24. Cái dòng này của nó thì nó là sử dụng điện 100 đến 240V, hàng của nội địa Nhật, made in Japan. Đấy. 12V 6A đến 24V 3A, max công suất là 110. Thì các bác có thể sạc được những cái dòng to hơn, nó là 6A nên là nó sẽ to hơn. Đấy. Và con này thì nó có một cái chức năng sạc được cả pin lithium. Pin lithium là cái gì, là cái pin này, những cái pin mà các bác đóng ấy. Đấy, thì các bác đều có thể sạc được. Đây 12 24 này. Và nó sẽ tự chuyển đổi. Con này thì có delay này, lại bình này. Cái này là khử xung phát nhé, delay lại bình nhé. Đấy, pin lithium này. Thì các bác nào mà bình pin lithium thì các bác chọn vào lithium, còn không thì các bác chọn vào ô tô xe máy. Đấy, ví dụ bình thường các bác sạc xe máy thì các bác sạc vào đây. Kẹp vào đây. Đấy, xe máy với ô tô. Đấy, thì là tự nó sẽ chỉnh cho các bác là 12V này. Đấy, và các bác sạc này. Rất là tiện lợi luôn. Đấy. Hiện phần trăm luôn nhé. Hai cực ok. Cái này nó ấn chữ V đây này. Có quạt tản nhiệt có nhé. Có quạt tản nhiệt đầy đủ luôn. Nên là dùng rất bền. Và đầy pin nhé. Những cái dòng này đầy pin nó sẽ tự động ngắt. Đầy pin nó sẽ tự động ngắt cho các bác luôn. Pin lithium các thứ đều có thể sạc được. Và các bác chọn chế độ đây. Đấy. Nó sẽ tùy tỉnh chế độ và hiển thị bao nhiêu A các thứ cho các bác này. Đấy. Bao nhiêu volt rồi này. Nó sẽ nhảy này. Nhiệt độ bao nhiêu độ này. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã sạc 6A nhé. Sạc 6A, hàng nội địa Nhật. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 350k. Sạc 6A.
Các bác lên cho em mã này là mã 6A nhé. 6A 350k và bên em bao ship. Lên đúng mã nhé các bác nhé, để tránh nhầm. 6A này 350k, bao ship sạc 6A. Hàng xịn luôn. Đấy, hàng nội địa Nhật. Một con tiếp theo, một con sạc 7A. Con này thì nó đơn giản hơn. Con này thì xem nào, 7A này thì nó chỉ sạc được bình 12V thôi. 12V mắc của nó lên 7A, công suất 90W. Đấy, con này thì đây, nó cắm điện vào để cho nó hiển thị lên đã. Điện 110 hay điện 220V đều được nhé. Ô tô này, con này thì có thể sạc được cả pin lithium này. Mô tô này. Đấy. Con này chỉ có sạc bình 12V thôi. Bình 12V thôi. Hàng cực kỳ ok luôn, có cả quạt tán nhiệt này. Hàng còn hộp nhé. Cái này là hàng còn hộp các nhé. Đây này, ví dụ như hộp của nó này. Đấy. Hộp của nó này. Thương hiệu Forsur. Đấy. Là nó sẽ tự động sạc cho các bác này. Bao nhiêu A nó cũng hiện hết lên này. Đấy, bao nhiêu vôn này. Cái này là các bác nút chỉnh màu đen này. 85% pin rồi này. Đó. Các bác có thể chọn này, các chế độ này, này mô tô này. Rất ok luôn. Con này thì các bác lên cho em cái mã này là mã sạc 7A nhé. Sạc 7A của Forsur. Đấy. Hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Con này thì bên thì em đang có mức giá của nó sẽ là 280k. Các bác lên cho em mã này là mã sạc 7A nhé. Các bác lên đúng mã nhé, không lại nhầm, chỉ cần đọc sai một số thôi, tại vì nó gần như là liền kề nhau rồi. Đấy. Sạc 7A 280k. Đấy, 280k bao ship. Sạc 7A 280k bao ship nhé. Hàng xịn luôn. Chất lượng. Một cái mã tiếp theo. Một cái sạc 8A này. Con này thì sạc được cả bình 12V và bình 24V nhé. Sạc được cả bình 12 và bình 24V. Đây. Chọn chế độ này. Cái delay lại bình này là cái khử xung phát nhé. Cái khử xung phát này. Con này thì tất cả những dòng sạc ắc quy như em thì là nó báo nhiệt độ và tự ngắt đầy đủ hết. Đấy, các bác chọn chế độ xong. Đấy, khi mà các bác sử dụng ý, các bác chọn chế độ rồi các bác hẵng kẹp vào bình nhé, để cho nó đảm bảo. Còn bọn em thì nhiều khi là quảng cáo là bọn em phải ấn ở trên cái ấy này thôi, nhưng mà các bác hạn chế ấn nhé. Đấy, và chọn trước rồi các bác hẵng ấn vào, hẵng kẹp vào. Đấy thì nó sẽ tự chỉnh cho các bác là bình 12, bình 24 này. Đấy, bao nhiêu A, bao nhiêu các thứ này. Đấy, thì mỗi một cái này nó sẽ tương ứng với dòng vào điện, thì nó sẽ cố gắng làm sao mà các bác sẽ lấy cho nó phù hợp. Con này của nó thì nó là sạc được mô tô 6AH đến 30AH và 30AH đến 150AH này. Đấy, con này thì sử dụng điện 100, điện 220V, công suất mắc 130W. Đấy, 12V 8A đến 24V 4A. Đấy, có sạc được cả bình 24 nhé, hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Đấy, cái dòng này thì có bảo hành cho các bác luôn nhé. Cái dòng này có bảo hành cho các bác luôn, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, và con này thì các bác lên cho em mã này mã sạc 8A. Con này thì nó không có sạc được pin lithium nên là giá của nó cũng sẽ mềm hơn. Con này thì là 8A là 360k. Sạc 8A nhé. Sạc 8A 360k. Bao ship luôn. Sạc 8A 360k bao ship. Hàng đẹp luôn. Đấy, tự ngắt nhé, nó tự ngắt, đầy pin nó sẽ tự ngắt cho các bác, nên là các bác yên tâm, hàng đẹp. Đấy, và khi mà các bác nhận hàng ấy thì là hàng đúng như nhà em quảng cáo. Quảng cáo như nào là em nhà em bán như vậy nhé, nên là các bác có thể yên tâm luôn. Đấy, khi bác nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Một con mã tiếp theo nữa. Một cái sạc bình 12V 12AH đến 24V 12V 12AH đến 24V 6AH. Đấy, con này thì rất là ok luôn, bình to các thứ này đều có thể sử dụng được thoải mái luôn. Con này thì mô tô của nó là 36AH đến 30AH và 30AH đến 200AH, tức là các bác sạc những bình to, bình ô tô đều được. Đấy, sử dụng điện, giá điện của nó là 100-240 nhé. Đấy, và con này thì hàng nội địa Nhật, Made in Japan, hàng cực chất luôn, dùng rất là bền, dùng giá điện, dòng giá điện to này.
Con này thì có một cái đặc điểm là nó là dòng công suất to, nên là mà khi mà các bác đã chọn chế độ, ví dụ này, chọn chế độ của bình bé này nhé, mình ắc quy bình thường này, để em kẹp vào đây luôn. Đấy, đợi nó nhận. Chưa kẹp được. Là nó chưa nhận đấy, kẹp được cái nhận ngay. Là các bác không chọn được chế độ nữa. Đấy, con này nó dòng công suất to nên là nó sẽ không chọn được chế độ nữa. Đấy. Đấy, nếu mà các bác bỏ ra thì các bác mới chỉnh được chế độ nhé. Thì đây, con này thì nó là như thế. Và con này thì nó có cả sạc được cả pin lithium, có cả khử xung phát. Nói chung là gần như là đa năng. Gần như là đa di năng tất cả. Hàng của Forsu. Nói chung là hàng này là hàng ngon rồi, xịn sò. Có quà tản nhiệt đầy đủ cho các bác luôn nhé. Có quà tản nhiệt đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó, đó là 500k. 500k nhé các bác nhé. Các bác lên cho em mã này là mã sạc 12A. Hàng nội địa Nhật, cực kỳ bền luôn. Bao ship. Sạc 12V 12A 500k và bên nhà bao ship full chức năng luôn, đa di năng luôn. Hàng cực kỳ xịn sò luôn. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Nó chạy theo tốc độ các thứ. Hàng ok luôn nhé. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Đây thì thanh lý cho các bác con gian tê này, thì nói chung là tặng kèm thêm cho các bác những cái phụ kiện của nó. Hôm nay lắp thêm cho các bác những cái phụ kiện của nó này. Đấy, hàng đẹp luôn. Những cái này là chưa lau nhé. Bẩn này hơi tí chưa lau. Đấy, lau qua đi tí nữa là sạch. Cái này là hôm qua em mới đi test xe, nó bị bắn bẩn lên. Đó, và tặng kèm thêm cho các bác đó là đèn này. Đèn còi này để các bác tối đạp xe tối này. Đấy, tay cầm là tay cầm em đã thay cho các bác tay cầm chống mỏi nhé. Thực ra là em đang dùng con này, thế nhưng mà đợt này thì em lại kiếm được cái con khác nhìn nó hầm hố hơn. Mai em sẽ video giới thiệu cho các bác clip lủng các thứ này, thay cho các bác clip Shimano mới luôn nhé. Đấy, clip mới nên là các bác yên tâm không phải lo lắng gì cả. Lốp cũng thế này, lốp là lốp mới, vành là vành mới. Đấy, nói chung là cái dòng này thì các bác đi yên tâm, mà dòng này rất dễ thay thế nhé. Hàng đẹp luôn, nguyên zin luôn. Đấy, nguyên zin khung khiếp các thứ. Còn thay cho các bác là những cái gì em thay mới, em bảo các bác là thay mới luôn. Con này là bằng khung nhôm nhé, khung nhôm nên là rất là nhẹ luôn. Ở đây thì nó cũng không thể tránh được là một số những vết xước. Đấy, tặng cho các bác gọi là gần như là full phụ kiện, đủ phụ kiện để các bác về các bác đạp, bác đi thoải mái luôn. Đấy, hàng thì chất luôn nhé. Nói chung là đi thì rất là ngon, con này đi đạp rất là nhẹ luôn. Hàng của Gian Tê. Đấy, số của Shimano này. Hai số này. Đấy, tặng kèm thêm cho các bác cái phụ kiện đó là còi đèn này. Đấy. Tặng kèm thêm cho các bác là còi đèn các thứ nhé. Con này thì giá đang có mức giá đó là thanh lý cho các bác trước kia đang bán 7,5 triệu, thanh lý cho các bác giá 7 triệu đồng thôi. Hôm nay thanh lý cho các bác giá 7 triệu đồng. Hàng đẹp luôn, xe đạp Gian Tê. Đấy, hàng bãi Nhật. Nên là các bác yên tâm, tặng đồ đủ trên xe như này cho các bác đang nhìn thấy. Đấy là trên xe bây giờ có cái gì là sẽ tặng kèm theo cho các bác cái đấy. Và nhận hàng các bác kiểm tra thoải mái luôn, hàng yên tâm luôn. Hàng đúng như quảng cáo nhé, không sai một tí nào đâu. Nên là các bác yên tâm. Đấy, xe đạp Gian Tê khung nhôm, rất là nhẹ nhàng mà đạp rất là ok luôn nhé. Thì ở đây thanh lý cho các bác cái dòng máy massage cổ vai gáy này. Cổ vai gáy, con này thì nó sẽ sử dụng bằng pin nhé các bác nhé. Đấy, con này thì nó sẽ tích điện sử dụng bằng pin. Đây, các bác bật nguồn này, nó bóp này, massage bóp cổ vai gáy thoải mái luôn. Đấy, để các bác thư giãn này. Đó, con này thì giá cũ bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là trước giá cũ là 400k, nhưng mà video ngày hôm nay thì em thanh lý cho các bác với cái mức giá cực kỳ mềm luôn, 350.000 đồng. Con này thì thương hiệu của Osaka, hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Đấy, thì nó cũng có thương hiệu của Kata Osaka hoặc là thương hiệu của Katasaji. Đấy, thì nó rất là nhiều thương hiệu, nên là bên em bán ngẫu nhiên nhé. Hàng này thì các bác có thể tháo ra giặt được, nếu mà trong cái thời điểm nó gọi là bẩn, nó bị bẩn đây, các bác có thể khóa, mở khóa ra này, và các bác có thể tháo ra để các bác vệ sinh, rửa giấy, giặt rũ đều rất là ok luôn. Đấy, còn ba cái duy nhất thôi, thanh lý lỗ cho các bác với cái mức giá đó là 350k, và hôm nay bao ship luôn. 350k bao ship luôn. Các bác lên cho shop mã này là mã cổ vai gáy này. Cổ vai gáy 350k bao ship toàn quốc.
Đấy, và nhận hàng nhà em thì kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác không phải thanh toán nhé, nên là các bác có thể yên tâm luôn. Thì về thêm rất là nhiều những mẫu kính đây để giới thiệu đến các bác, thì em sẽ lên mã từng cái một nhé. Thì các bác sẽ chọn con nào thì các bác ơi nha. Đợt này thì về thêm rất là nhiều loại. Thì đầu tiên thì giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng là số dòng kính lão. Kính lão thì nó sẽ có, nhà em sẽ có hai loại, một loại thường và một loại xịn. Đấy, một loại của Đức và một loại của Nhật, nó hai loại nó khác nhau. Hàng cực kỳ xịn luôn nhé. Hàng này là hàng của Berlin này, Germany của Đức này. Cái dòng này thì nó rất là ok luôn. Xịn sò luôn. Đấy, bên cạnh này đây thì các bác có thể để ý chữ kỹ này, có chữ Germany này. Có chữ Germany này. Đấy, ở đây nó có chữ Germany luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn này. Khung gọng các thứ của nó rất là ok luôn nhé. Hàng thì khi các bác nhận hàng như em ý, thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng của shop em kiểm tra hàng thoải mái. Và có một cái điều lưu ý này, đây. Khi mà các bác đặt kính của nhà em nhé, thì ví dụ các cái kính kia thì không nói, nhưng riêng cái kính lão, ví dụ các bác đặt nó hơi lệch này. Đấy, nó, ví dụ nó hơi lệch như này thì các bác nắn lại của em. Thì các bác nắn lại của em tí, tại vì làm sao cái gọng này nó mềm, trong cái lúc vận chuyển đến về đi lại thì nó cứ đè thì không thể tránh được là cái hiện tượng là nó không bị lệch. Đấy, thì các bác có thể nắn lại cho em một chút. Đấy, và các bác cũng ví dụ là bác nào mà mặt các bác to một chút thì các bác cũng có thể nắn này. Đấy, nắn nó rộng ra. Đấy, nắn nó rộng ra một chút để cho khi mà các bác đeo nó thoải mái. Gọng này là gọng mềm nhé. Gọng đồi mồi mềm này. Đấy, mềm dẻo thoải mái luôn, bẻ thoải mái. Các bác không sợ bị gãy. Đó, nên là nó rất là ok luôn. Đấy, bẻ nó thẳng tắp luôn. Đấy, rất là tiện. Dòng này thì nó sẽ có cái size kính nhá. Này em đo cho các bác size kính luôn. 13,7 cm. Size kính của nó sẽ là 13,7 cm nhá. Hàng đẹp luôn, đầy đủ các size số 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25 đấy, đến 4 độ, đến 4 độ nhé. Hàng đẹp luôn. Giá của con này nó sẽ là 250k và bên em bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã kính Đức, lão Đức nhé. Lão Đức hoặc là lão xịn được, lão Đức hoặc là lão xịn. Lão Đức. Lão Đức. 250k. Bao ship. Lão Đức 250k bao ship. Còn đây, con này thì nó rẻ hơn, lão Nhật. Hàng xịn sò luôn. Mặt của nó thì đây, nó sẽ có hai màu nhé. Nó sẽ có màu vàng và màu đen cho các bác. Hai màu vàng và màu đen cho các bác, nên là các bác tha hồ lựa chọn nhé. Hàng này cũng rất là xịn sò luôn nhé. Hàng này của nó cũng rất là xịn sò luôn, gọng của nó này. Đấy, nói chung là các bác đeo vào các bác thoải mái. Em sẽ giới thiệu một cái nhé, tại vì hai cái nó cũng giống nhau. Con này nó sẽ có size kính cho các bác đó là 14,5. Mặt các bác nào mà hơi to hơn một chút thì các bác có thể đeo con này thoải mái luôn. Đấy, con này cũng đầy đủ các độ luôn, một từ 0,5 đến 4 độ. Đấy, 0,5 này, 0,25, 1 các thứ đến 4 độ. Hàng xịn sò luôn. Đấy, hai màu cực kỳ đẹp. Hai màu cực kỳ đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ mềm hơn kính lão Nhật hoặc là kính lão rẻ. Con này của nó sẽ có giá là, đó là 170k. Lão rẻ đi cho nó dễ nhé. Lão rẻ này. Lão rẻ 170k một cái. Một con tiếp theo này, đợt này là mã mới về này. Một em kính dây ban. Cái con này thì trên này là màu đồ mồi này. Đấy, dây ban này. Rất là xịn sò luôn nhé. Rất là xịn sò luôn này. Đấy, con này thì ở đây mất ốc à. Nhưng mà khi gửi hàng cho các bác yên tâm nhé, là sẽ đầy đủ nhé. Đấy, đẹp xịn sò luôn. Hàng của Japan này. Đấy, khi gửi hàng cho bác là hàng sẽ là hàng xịn sò, hàng chất luôn. Màu trà nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy màu của nó này. Màu trà cực kỳ đẹp luôn. Gọng mềm. Hàng của Japan này, của Italy này. Cái dòng Japan này là hàng của Italy này. Cái size kính của nó nhé, con này sẽ là 14,5. Đấy, em đang đo phú bì nhé. 14,5. Các bác lên cho em mã này là mã T80. Kính T80 này. Dây ban T80 650k. T80 650k bao ship luôn nhé. Giá này đã bao ship cho các bác rồi, nên là các bác yên tâm. T80 650k bao ship. Một cái dòng nữa này, một con đổi màu. Con này thì Hermes, gọng mềm. Gọng mềm luôn nhé. Xịn sò luôn Hermes. Hàng của Italy này.
hàng của Italy. Con này nó sẽ có cho các bác size kính của nó này. 14 năm. Size kính của nó là 14 năm nhé. 14 năm. Hàng đẹp luôn. Nên là các bác có thể yên tâm. Hàng Airmi mềm, gọng mềm. Con này thì đẹp xịn sò luôn đây, khi các bác nhìn xuống này. Đấy, nó tự đổi màu cơ, nó sẽ tự đổi màu nhé, nên là các bác yên tâm. Đẹp chất lượng. Con này các bác lên cho em mã này là mã T81. Rất là nhiều mã kính của nhà em rồi nhé. T81 này. Con này giá cực kỳ mềm luôn cho các bác luôn. T81 350k bao ship. T81 350k bao ship. Một con kính tiếp theo. Một con này thì là hàng thương hiệu của Cutter. Gọng của nó là gọng gỗ nhé. Con này thì là sản xuất tại Famicang, hàng Pháp. Sản xuất tại Pháp, Famicang. Gọng của nó bằng gỗ. Đấy. Gỗ này gỗ dẻo. Đấy. Con này hình như là gỗ công nghiệp ấy thế thôi. Đấy, nhưng mà rất là chất luôn nhé. Cầm vào rất là chất luôn. Các bác đeo nhìn rất là sang luôn này. Hàng của Cutter này. Đấy, hàng Cutter. Chất lượng luôn. Đấy, trên kính nó cũng có chữ Cutter. Con này là dòng kính này là màu màu này là màu màu than. À, màu màu gì nhỉ? Nó gọi là màu gì nhỉ? Quên mất. Cái size kính của nó này. 14,3. 14,3 cm. Đẹp. Ở đằng sau này của nó thì nó sẽ có cho các bác đó là cái gọng này nó màu của nó hơi đổi một chút ấy. Nó cũng có hơi đổi một chút màu xà màu gỗ này hoặc không màu hơi gỗ mun đen. Đấy, thì nó đều như nhau thôi. Thì các bác lên cho em mã này là mã T82. T82 nhé. Con này giá của con này sẽ là 480k. T82. Kính T82 này. 480k bao ship, hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn, các bác yên tâm luôn. Nhận hàng như em ấy thì các bác thoải mái kiểm tra hàng. Nó có hai mắt, mắt xanh hình như đây đúng không, mắt xanh. À, nó còn có kiểu này nữa đây, cái gọng cái mắt mắt tròn kiểu này thì là các bác lên cho em mã T82 nhé. Còn một con Cutter nữa đây, của nó là vuông, mắt của nó hơi vuông đây, màu này. Màu của nó thì màu xanh đấy. Con này hơi khác một chút nhé. Con này hơi khác một chút. Hàng cũng là đều là hàng của Famicang. Tiện giới thiệu luôn cho các bác luôn. Hai con này bằng giá luôn là 480.000. Thì các bác lên cho em mã này là mã T83. Kính T83. 480k. T83 480k nhé. Hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán, nên là các bác đều có thể là yên tâm. Đấy, chọn lựa. Một con tiếp theo này. Đợt này về thêm cho các bác một con Solex. Kính Solex. Đấy, hàng con này cũng là Famicang luôn. Đợt này Pháp, hàng Pháp về rất là nhiều luôn. Kính cực kỳ VIP. Đấy, hàng Pháp Solex, Famicang Pháp. Con này thì được mạ một lớp 14K 1/25. 14K 1/25. Màu đổi màu. Con này là màu đổi màu. Đấy, đổi màu. Kính đẹp. Các bác đeo rất là ok luôn nhé. Kính đổi màu nhé. Rất là đẹp luôn. Bác nào mà làm tài xế hay là lái ô tô thì đeo con này hợp này. Con này thì các bác đeo xe máy thì lại cũng được. Cũng được. Rất là đẹp. Đấy, màu trong. Màu đổi màu. Rất là ok luôn. Cái size kính của nó nhé. Con này size kính của nó hơi bé, 13,7 nhé. 13,7 thôi. Kích thước của nó là 13,7 cm. Các bác lên cho em mã này là mã T84 nhé. T84, một con Solex. Một con Solex đổi màu. T84. 650k. Đợt này giá mềm hơn rồi. Đợt này giá mềm hơn rồi. Trước kia là hơn 700, hơn 700 ấy. T84 650k bao ship, Solex đổi màu. Còn nữa này, tiện thể giới thiệu luôn. Con này của nó thì màu trà. Màu trà nhé. Kích thước của nó như nhau thôi nhé. Đợi em đã phải đo lại kích thước. Màu trà cực đẹp luôn. Đấy, cũng là 14K 1/25 này. Đẹp.
chất luôn. Đó, các bác đeo con này vào rất là ok nhé. Các bác lên cho em mã này, con này kích thước như nhau nhé, T85. T85 này. Con này giá của nó cũng thế, 650k bao ship, các bác chỉ cần đọc khi đặt hàng nhà em ý, thì các bác đọc cho em đúng một cái mã thôi. Bác nào cẩn thận hơn thì đọc thêm cả giá tiền shop giúp em nhé. Đấy, T85. Đấy, các bác chỉ cần đọc như thế là xong. Kính cho anh một kính T85 là bên nhà em sẽ biết gửi cho bác kính nào. 650k bao ship. T85 650k bao ship. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em, dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Một con tiếp theo này, một con kính AO màu trà trước đi. Màu trà trước đi. Con này thì giới thiệu khác một chút. Con này là hàng của American USA của Mỹ này. Hàng Mỹ nhé. Con này thì đây các bác có thể rút cái này ra này. Đấy, nếu mà mặt các bác dài, đấy, mặt to, đấy, các bác có thể rút ra rất là linh hoạt, rất là linh hoạt nhé. Đó, gọng của nó này thì cái chỗ này là nó bằng cao su nên là nó sẽ không bị đau tai nhé. Kính AO. Kính AO, con này thì nó có bao da mà lại quên mất không mang bao da cho các bác. Con này sẽ có bao da. Không có thì em sẽ chọn tặng các bác cái hộp cứng. Rất là xịn sò luôn. Đây, em đo cho các bác cái size kính nhé. 14,3 cm. Màu trà. Kính AO. Rất là xịn sò luôn nhé. Hàng của Mỹ nhé. Các bác lên cho em cái mã này là mã kính T86. Kính T86. Em dán cái băng dính giấy này nên là các bác yên tâm, kể cả các bác lấy cũng không bao giờ sợ bị xước hay là cái gì cả nhé. T86 350k. T86 350k bao ship. Con này thì nó là màu đổi màu. Đổi màu. Đấy, hàng xịn luôn. Kích thước con này giống con kia nhé. Kích thước con 85 này giống con này giống con 86. Các bác lên cho em mã là 87. Đây, đổi màu. Màu trong đổi màu. Các bác đeo con này thì đi trời nắng thì rất là sướng ấy. Các bác đeo con này mà đi trời nắng thì rất là sướng ấy. Đấy, hàng USA. Chất luôn. Xịn sò luôn. Tôi đo lại cho các bác cái size kính tí. Đấy. Nó đang gấp vào thì là 14, còn dở ra sẽ được thêm vài ly nữa. Đấy, nên là nó rất là ok. Đây, 14,3 này. 14,3. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã T87. Kính T87. T87 350k. Kính T87 350k bao ship. Một con tiếp theo này. Một cái mẫu kính Prada. Prada này. Hàng này thì sản xuất tại Italy này. Vua kính thôi, xứ sở kính nhá. Chất luôn. Prada. Đi con này chống những dòng kính nhà em đều chống được tia UV hết nhé. Đều chống được tia UV hết nên là các bác có thể yên tâm. 14,8 cm. Con này mặt to đẹp, đeo đẹp, hợp luôn. Mặt mắt này, mặt to đeo hợp luôn. Các bác lên cho em mã này là mã T89. T89 280k. T89 280k. Kính T89 280.000. Một con tiếp theo này. V. Mã của nó này. Hàng này thì xịn. Thương hiệu chất lượng luôn. Hàng này thì nó sản xuất tại Nhật này. Made in Japan. Mắt vuông. Size kính của con này 14,7 cm. Đây là phủ bì nhé. Đây em đang đo phủ bì các nhé. Mắt của nó cực đẹp luôn. Quên mất lại không mang cái rẻ ra để lau cho các bác. Đấy, nhưng mà hàng nó cũng chất rồi. Cực chất rồi. Gọng của nó các thứ.
các bác lên cho em mã này, mã T90. Lên đúng mã cho em nhé. Các bác lên đúng mã cho em là ví dụ là mã em mã đặt mã bao nhiêu là các bác lên đúng mã đấy giúp em. T90. 350k. 350k bao ship, giá rẻ nhất thị trường luôn. Bao cho các bác luôn là kính nhà em là kính giá rẻ nhất thị trường. Một con tiếp theo này, một con La Cốt. Dòng này thì nó phù hợp cho các bác mọi lứa tuổi luôn. Tất cả kính nhà em đều rất là đẹp luôn. La Cốt thì nó là một cái thương hiệu về túi xách các thứ này. Đấy, La Cốt Italy này, túi xách và các thứ đồ thời trang. Cực kỳ đẹp luôn, sản xuất con này tại Italy. Đấy, dòng này là La Cốt tức là cá sấu nhé. Cá sấu con này màu của nó là màu trà. Màu nó là màu trà. Cực chất luôn, cực đẹp luôn. Size kính của con này nó sẽ rơi vào 14,2. 14,2 nó phù hợp với mặt Việt Nam phổ thông của mình. Về các bác lột những cái chữ này ra này. Đấy, lột cái chữ La Cốt này ra. Đấy, để các bác đeo. Đây là thương hiệu của nó đã được. Đây. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã T91. T91. 330k. T91 330k bao ship. Một cái mã kính nữa này. Đời. Cực kỳ đẹp luôn. Viền xanh ngọc, viền xanh ngọc. Cực kỳ chất luôn. Đấy. Hàng này thì nó cũng là hàng của Japan này. Xịn sò luôn này. Hàng sản xuất tại Nhật nhé. Đây. Đấy. Sản xuất tại Nhật, xuất sang Paris của Pháp. Đấy, xuất sang Paris của Pháp này. Hàng cực kỳ đẹp luôn, các bác yên tâm luôn. Dòng này thì chất. Các bác đeo thì rất là chất luôn. Con này nó sẽ có cái size kính cho các bác luôn này. Phủ bì của con này lên đến 15,3 cm. Mặt các bác này to thì đeo quá đẹp. 15,3 cm, mặt to đeo quá đẹp luôn. Các bác lên cho em mã này là mã T92. T92 nhé. Kính T92. 850k. T92 850k. Một con tiếp theo này, nó cũng thế nhé, con này cũng thế này. Đấy, nhưng mà nó khác các bác là cái màu. Khác các bác là cái màu này. Đấy, viền của nó giống nhau, nhưng mà cái màu kính đằng trước này. Đấy, thì em cứ lên mã cho các bác luôn nhé. Em cứ lên mã cho các bác luôn cho nó dễ. Đấy, con này màu xám, mặt màu xám hơn này. Đấy, hàng size kính của nó như nhau. Brahman này. Brahman. Kích thước của nó giống nhau. Các bác lên cho em mã này là mã T93 cho nó dễ. T93. T93 850k. T93 850k bao ship. Đấy. Một cái mã tiếp theo. Màu trà nhạt, đẹp cực kỳ luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Fred. Perez. Perez đỏ. Perez này. Gọng của nó này. Hàng này thì sản xuất tại Famicang của Pháp. Đấy. Sản xuất tại Famicang của Pháp. Sản xuất tại Famicang của Pháp. Chất lượng luôn. Gọng của nó cũng tròn. Nói chung là tiểu tiết của nó rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Màu trà nhé. Màu trà. Cái size kính của nó này 14,5 cm. Các bác lên cho em mã này là mã T94. Con này giá của nó sẽ là 450k. T
T94 450k bao ship. Một cái mã tiếp theo. Một số những cái dòng kính thể thao. Kính thể thao này thì ba con loại con này thì giống nhau. Đấy, nó khác nhau cái màu này. Đổi màu này, màu tối và màu trà. Đấy, ba cái màu. Đấy, thì các bác chỉ cần đọc của em là màu nào là được nhé. Màu trà này, màu đen này và đổi màu. Đấy, hàng này thì em giới thiệu một con thôi nhé, tại vì tất cả kích thước của nó như nhau. Hàng của Polis Italy này. Hàng Polis Italy. Xịn sò luôn. Xịn sò luôn nhé. Con này thì gọng này của nó có thể chỉnh được này. Đấy, rất là tiện luôn. Các bác có thể chỉnh được để nó, ví dụ là cái này các bác có thể chỉnh để cho nó phù hợp với cái tai của mình. Đấy, cái này này. Đấy, các bác có thể bẻ thẳng ra này, hay là các bác có thể bẻ lại. Đấy, thì nó phù hợp với cái tai của mình. Con này thì kính thể thao. Đấy, giả hàng rất là đẹp luôn nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Cái size kính em đo lại cho các bác một tí nhé. Quên đấy, em không biết là nhớ là đã đo chưa. 15,5. 15,5 kính thể thao. Con này thì đấy, màu của nó là có 3 màu, thì các bác cứ bảo em là màu nào là được nhé. Các bác lên cho em mã này là mã T95. T95. 500k ở bên em bao ship. T95. 500k bao ship. T95 500k bao ship nhé. Đó, các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like không nhé. Một con tiếp theo nữa này. Hugo Boss. Một em Hugo Boss. Hàng Italy này. Xịn sò luôn, gọng của nó có thể điều chỉnh được nhé. Gọng này gọng kim loại nên là các bác thoải mái điều chỉnh luôn. Đó. Con này thì nó sẽ có cái size kính cho các bác. Đây, như ví dụ về này, các bác chỉnh theo ý muốn của các bác đều được. Đấy, con này thì có sẽ có size kính này. 14 cm luôn. Con này thì ở bên nhà em sẽ có mã nó là T96. T96 480k. T96 480k. Một con mã nữa này. Plaman. Hàng đẹp luôn. Hàng này thì sản xuất tại Nhật nhé. Đấy, hàng này sản xuất tại Nhật. Xịn sò, chất lượng. Đẹp. Đẹp luôn nhé. Cầu ngang này. Xịn sò, nhìn rất là chất luôn. Nhìn rất là chất và rất là hầm hố nhé. Size kính của con này nó sẽ rơi vào 15,3. Đây là phố bì nhé. Nên là các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, 15,3. Gọng này là gọng kim loại. Các bác lên cho em mã này là mã T97. T97. 560k. T97 560k bao ship. Một con tiếp theo này. Đẹp luôn. Hàng này hàng của Solex nhé. Tại sao em lại giới thiệu con này sau? Con này những cái dòng này số lượng nó không có nhiều mà hàng nó cực kỳ ok luôn. Gọng mềm này, có thể điều chỉnh thoải mái này. Ví dụ tai các bác rộng ra hay là chặt vào thì các bác đều có thể chỉnh được thoải mái luôn. Đấy, kiểu của nó này. Em xin lỗi khi đã lau bằng tay nhé, nhưng em quên không mang rẻ vào. Không mang cái rẻ lau kính. 14,5 cm. Đẹp. Chất luôn. Con này các bác lên cho em mã này mã T97. À T98. T98. 98. 500k. Bao ship. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể cho ủng hộ cho em dân Trịnh xin luôn một nút đăng ký kênh các bác nhé. Đấy. Đây, một cái sản phẩm đèn laser giới thiệu cho các bác này. Hàng cực kỳ xịn sò nhé. Con này thì nó sẽ có đầy đủ bộ để cho các bác sử dụng. Nó sẽ sử dụng theo cái dòng nó là cáp sạc USB.
để các bác về các bác cắm sạc vào, cắm như kiểu là cắm sạc điện thoại, cắm kiểu bóng điện ấy. Đấy, các bác cứ cắm vào. Này, ở đằng sau này có cái lỗ. Các bác cắm vào. Và ở đây nó sẽ có một cái đầu dây để các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại hoặc là cục sạc dự phòng của các bác này. Hoặc là trên ô tô ấy, các bác cũng có cái đó. Đây, hết pin. Cái đèn cái hết pin các bác nhé. Đấy. Nó như cục sạc dự phòng ấy, thì các bác cứ cắm vào là các bác sử dụng thôi. Đây, này thoải mái pin này. Đấy. Và các bác bật đi. Đấy, on này. Đấy, rất là nhiều tia để em tắt điện đi một tí nhé. Thì để các bác có thể nhìn thấy nó ban ngày nó vẫn rất là sáng, nhưng mà đây các bác có thể nhìn thấy này. Nó rất là đẹp. Múa tia rất là đẹp luôn nhé. Đấy. Nó có thể chuyển đổi ra các bác cho nhiều tia. Và con này đây, em nói thì nó sẽ nhấp nháy, em nói sẽ nhấp nháy này. Con này nó sẽ có cảm biến âm thanh, nó cảm biến âm thanh nhé, để các bác có thể sử dụng thoải mái luôn đây. Các bác bật nhạc đi trong phòng hát các thứ thì rất là ok luôn. Hoặc là bác nào đang quẩy ở trong nhà thì rất là tiện lợi. Mà những ngày lễ, ngày Tết, ngày Trung Thu thì chúng ta bật nhạc ấy, thì cái này nó sẽ múa theo nhạc, để cái này trong nhà. Rồi các bác dọn nó ra sân ý. Đấy, đây, các bác để trong nhà hoặc là để chế độ này, các bác dọn nó ra sân này. Đó, rất là tiện. Hoặc là các bác để chế độ cảm biến âm thanh ý. Đấy, để vào cái chế độ cảm biến âm thanh. Đó, thì ví dụ là đêm mà thằng nào nó vào trong nhà mà nó có tiếng động ý, thì cái này nó sẽ nhấp nháy là cũng sợ đấy. Đấy, chứ không phải là không đâu. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy tia cực kỳ ok luôn nhé. Đó, rất là đẹp, múa rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cái remote điều khiển để các bác có thể điều khiển thoải mái luôn. Để các bác có thể điều khiển thoải mái. Hàng này thì cực đẹp, cực chất lượng luôn. Đây, remote của nó đây. Tắt này, bật này. Đây, thì cái remote này các bác phải đứng đằng trước này thì các bác mới bật được nhé. Chuyển chế độ này. Đấy, thì nó rất là nhiều cái chế độ đây, âm thanh chớp chớp thì. Đấy, rất là nhiều chế độ, mà chế độ toàn chế độ đẹp nhé. Giá con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 350k nhé. 350.000 đồng và bên nhà em bao ship. Đấy. Các bác lên cho em mã này, mã đèn laser trang trí nhé. Đèn laser trang trí 350.000 đồng bao ship cho các bác toàn quốc luôn. Hôm nay giới thiệu cho các bác một cái em nồi chiên không dầu các bác nhé. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Ebat, hàng của Germany của Đức này. Rất là nhiều chế độ luôn nhé. Đây thì em sẽ cắm điện vào để em review cho các bác cho nó dễ. Đấy thì cho nó dễ. Đấy, rồi đây để em cắm điện vào. Khay của nó đây nhé. Cái khay chiên của nó này. Cái chiên của nó này cũng nói chung là rất là ok. Mặc dù nó 5 lít nhưng mà nó cũng tương đối là to, có thể chiên gà các thứ được. Đây, nó sẽ là ở đây, nó sẽ là cảm ứng này. Và các bác ấn vào. Đấy, các bác ấn vào. Đó, thì ở đây các bác sẽ chọn các cái chế độ. Đây, chọn chế độ này. Đấy. Tôm, cua, cá, gà, vịt các thứ đều rất là ok luôn nhé. Các bác muốn chọn vào chế độ nào thì nó sẽ chọn cho các bác vào chế độ đó. Và các bác chỉ cần ấn vào cái nút ok này, nút nguồn này. Đấy, là được. Đấy, ấn vào nút nguồn là được. Còn là nếu mà khi mà các bác đã mở ra thì nó sẽ tự ngắt luôn. Đấy, tự động ngắt nên là nó rất an toàn. Ví dụ các bác đóng mà không kỹ, không chặt thì nó cũng không chạy. Đấy, thì nó con này lên nhiệt rất là nhanh và chiên rất là nhanh luôn, nhất là chiên chân gà. Đấy, các bác ấn vào. Đấy, thì nó sẽ lại hiển thị cho các bác và sử dụng tiếp tục luôn. Còn các bác muốn tạm dừng thì các bác ấn vào nút nguồn đây. Thì nó sẽ dừng lại cho các bác để các bác chọn lại chế độ. Đấy, cho nó phù hợp. Con này thì em xin đo cái lòng nồi chiên này luôn nhé. Con này em xin đo cho các bác cái lòng nồi chiên này luôn này. Kích thước của nó sẽ là 21 nhân với một chiều này là 20,5. Độ sâu của nó nhé, nó rơi vào 12 cm. Nó sẽ rơi vào 12 cm này, hơn 12 tí nhưng thôi cứ gọi là 12. Hàng cực kỳ ok luôn, kích thước đo sẵn rồi. Màu trắng, nút cảm ứng để các bác dùng nó dễ. Nói chung là hàng đẹp, khi các bác nhận hàng tới là nó sẽ nguyên hộp như thế này. Đấy, nồi chiên không dầu. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu, một cái thương hiệu của Đức. Nói chung dùng con này thì cực kỳ ok luôn. Nên là các bác yên tâm, chiên chiếc các thứ là rất là dễ. Giá của con này thì bên em đang có mức giá đó là 550.000 đồng nhé. Giá cực kỳ mềm luôn, 550k một cái dòng nồi chiên không dầu này. Và bên em bao ship cho các bác luôn nhé. Cái mã nữa này, hôm nay thì lại về thêm chỗ bác một cái dòng quạt chín cánh. Nhưng con này nó không phải là như con quạt chín cánh trước nhé. Con này thì nó là 12 chế độ thôi. Nó cũng có điều khiển, cũng có chế độ đèn ngủ các thứ này. Không khác gì con chín cánh trước, bật lên này. Đó, và các bác tăng tốc độ này.
nhưng tốc độ của nó chỉ có 12 tốc độ thôi, thì nó sẽ tăng tốc độ nhanh hơn. Ví dụ các bác nào cần tăng nhanh thì các bác có thể nhanh tăng nhanh hơn, và cái tốc độ gió của nó thì nó sẽ là ổn định, và các bác có thể nghe thấy rất là êm và rất là xịn sò luôn nhé. Con này thì các bác có thể tăng giảm thoải mái luôn này. Hàng còn nguyên hộp nhé, hàng này hàng thanh lý của siêu thị, hàng còn nguyên hộp bao cho bác luôn là đủ hộp các thứ, gần như là mới luôn. Quạt này thì các bác có thể nâng cao thấp, rất là tiện lợi luôn. Và con này dùng rất ok luôn nhé, dùng xong các bác có thể thẻ cái điều khiển vào đây, hoặc là các bác có thể để điều khiển ở đầu giường đấy. Các bác mà không muốn điều khiển bằng cái đấy thì đây, các bác có thể sử dụng eco này đấy, chế độ đi ngủ này đấy, chế độ đi ngủ thì nó sẽ tắt hẳn cái chỗ kia đi, để ví dụ bác nào không thích ánh sáng thì các bác có thể tắt hẳn đi đấy. Hẹn giờ này, quay này, đấy, nó sẽ quay cho các bác luôn. Và nó chạy được, điều quan trọng là con này nó chạy rất là êm. Nó chạy rất là êm luôn nhé, mà nó gần như là trong, nếu mà trong phòng điều hòa rất là hợp lý luôn. Đấy, bác nào mà lấy con này rất là hợp, và con này rất dễ sử dụng luôn, em bán rất là chạy luôn. Có một số bác lấy một con rồi, thế nhưng mà lấy thêm vài con nữa thật sự với các bác luôn. Con này mà để trong phòng ngủ, phòng điều hòa thì rất là tiện. Nhiều khi là phòng điều hòa rồi nhưng mà chúng ta mùa chúng ta không muốn bật điều hòa thì con này chúng ta có thể dùng thoải mái luôn. Và nó nâng cao nâng thấp được nhé. Đấy, chạy êm mà hàng đẹp, sử dụng điện 220V nhé. Sử dụng điện 220V, công suất của nó là 30W. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Serre. Hàng Nhật bãi, siêu thị Nhật thanh lý. Cái hàng này hàng siêu thị Nhật thanh lý nhé, nên là nó cũng sử dụng rất là ok luôn. Sử dụng điện 220V nên là rất là tiện, các bác không cần phải lo lắng là phải đổi điện các thứ gì cả. Đấy, mà không lo bị chập cháy. Nói chung là hàng cứng chắc, xịn sò luôn. Và con này thì êm, chạy êm ái. Đó, rất là ok luôn. Và các bác muốn chỉnh tốc độ thế này, các bác có thể nhìn thấy bên dưới này, có thể cảm ứng này, ngừng quay này, đấy, quay này, eco này, cộng trừ này, khả năng eco không cộng trừ được nhé, đấy, chế độ quạt mạnh này, chế độ đi ngủ này, chế độ quạt gió này, đấy, rất là tiện, rất là tiện luôn. Có cả chế độ eco, eco thì các bác vào chế độ eco thì các bác là nó tự động nên là các bác không điều chỉnh được. Đấy, thì các bác muốn điều chỉnh thì các bác vào chế độ gió nhé, rất là tiện lợi luôn. Con này thì ở bên có kích thước cánh của nó sẽ là 35cm, để em đo cho các bác luôn. Lồng của nó là lên đến hơn 40, lồng 42, cánh 35. Chiều cao khi mà nó không có nâng lên thì nó sẽ rơi vào 84. Đấy, nâng hết cỡ lên nó rất là cao luôn nhé, nâng hết cỡ lên nó cũng rất là cao luôn. Để em đo cho các bác xem, nó sẽ rơi vào 1m08 nhé. Giá của con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 2.500.000 nhé, 2.500.000, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác cũng phải thanh toán nhé, nên là các bác yên tâm. Ở đây thì hôm nay đợt này về thêm rất là nhiều những dòng bộ nồi nhé. Ở đây thì có hai bộ, một bộ là bộ 5 đáy và một bộ 9 đáy. À, em xin bóc hộp review cho các bác luôn, lâu thì bóc hộp review cho các bác. Đây, hàng này thì hàng của Dirai Germany, nồi inox, đun bếp từ thoải mái nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em đi vào chi tiết cho các bác luôn. Hàng còn nguyên hộp. Hàng còn nguyên hộp. Nó là có đầy đủ, tất cả là có nắp vung nhé. Tất cả nó sẽ có đầy đủ nắp vung cho các bác luôn. Đây, để em sẽ bỏ ra trước đã, rồi em sẽ review cho các bác. Đấy, nắp vung xong to xong bé. Đây này, đèn lên bèn. Bộ nồi đèn lên bèn. 5 đáy, 5 đáy cũng nhé. Đây. Đấy, xong to và xẻo. Cái nào cũng như thế nhé. Nguyên đai nguyên kiện, bộ nồi thì có nhận là nguyên đai nguyên kiện, nguyên hộp. Và hàng này của nó thì đợi em một chút nhé. Em sẽ xin bóc ra từng cái một để có thể review cho bác xem chi tiết nhé.
Đấy, nó có cả chảo này. Tí nữa em sẽ đo cho các bác cái kích thước cho nó chi tiết sau. Đấy, khi các bác nhận hàng của nó là hàng mới nguyên hộp này. Đây, đầu tiên của nó thì là một cái song to. Hàng của thương hiệu Erlenbeng. Những cái dòng này thì các bác đun bếp từ, bếp ga đều được. Bếp ga, bếp từ đều được. Đấy. Trên thân này của nó là bằng nồi inox. Còn bên dưới này của nó là có thử nam châm sẽ hút nhé. Tại vì làm sao nó có hợp kim để các bác có thể đun bếp từ được. Có cái dòng từ tính để nó đun bếp từ được. Kích thước của nó này 24cm, đo lọt lòng nhé. 24cm lọt lòng. Còn phủ bì của nó, miệng của nó là 25,5. Đấy, sâu của nó này 14,7cm. Có đầy đủ nắp vung. Đầy đủ nắp vung cho các bác như thế này luôn. Hàng đẹp luôn đi. Đó, một con song to này. Một con chảo này. Đầy đủ luôn. Đấy, ở ngoài này thì nó cũng có thông số cho các bác rồi này. Đấy, 24 sâu 7,5. 24. Phủ bì của nó là hơn 25. Nhưng mà nếu mà nó tính ở đây thì tính lọt lòng 24 này. Đủ luôn nhé. 24 này. Sâu của nó thì bên ngoài thì nó sẽ dày hơn mấy ly này. Đấy, dày hơn 5 ly. Đây là 8. Còn bên lòng bên trong nó 7,5. Đáy này của nó là dày 5 ly. Mỗi ly là một cái lớp của nó. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Một cái chảo này. Một cái song bé để các bác rang thịt này. Nói chung là rất là nhỏ xinh và đẹp nhé. Nhỏ xinh và đẹp, hàng chất lượng luôn. Riêng hàng của shop em ý, thì các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác phải thanh toán. 16 sâu 10,5. Có nắp vung 16 sâu 10,5 này. Một con nhỡ nữa này. 18 sâu 12. Tất cả đều đầy đủ nắp vung hết. Này, cái này nắp vung của con này 20 sâu 12,5. Đấy, đây là 5 con rồi này. Và một cái con nữa đó là một cái xoong ngoái bột. Và một cái xoong nữa đó là một cái xoong ngoái bột. Hàng thương hiệu Erlenbeng. Chi tiết luôn nhé, em giới thiệu rất là chi tiết nhé. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với số hotline em này góc màn hình nhé. 16 sâu 10,7cm. Đó, chọn một cái bộ nồi như thế này. Bên nhà em đang có mức giá của nó, đó là 700.000 đồng. Bao ship luôn cho các bác luôn. Hàng mới nhé, hàng mới chưa qua sử dụng. Hàng mới chưa qua sử dụng 700k bao ship cho các bác. Bộ nồi Erlenbeng Đức, bộ nồi 5 đáy. Đấy, các bác có thể bỏ em là bộ nồi 5 đáy hoặc là bộ nồi Đức, các thứ đều được. Đấy, 700k bao ship. Một bộ nồi nữa này. Con này thì của Kasai Villa. Bộ nồi này thì là bộ nồi 9 đáy. Bộ nồi 9 đáy này. Đấy. Hàng cũng còn nguyên hộp luôn nhé. Hàng cũng còn nguyên hộp luôn. Hàng cũng còn nguyên hộp luôn. Chưa qua sử dụng và cái hàng này nó rất là xịn. Những cái hàng này nó rất là xịn và rất là chất lượng. Đây, nó sẽ gồm cho các bác này. Nó đều như bên kia thôi. Nó là sẽ là có hai cái nắp vung này. Nắp vung to này. Hai cái nắp vung này. Xoong vung này. Xoong. Đủ 6 món cho các bác luôn. Nó sẽ đủ 6 món luôn. Tí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác luôn bộ nồi 9 đáy này. Xịn xò luôn. Con này cầm vào rất chắc tay nhé. Cái bộ nồi này cầm của nó rất chắc tay. Đấy. Riêng cái bộ nồi này thì không thể chê được. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái luôn. Hàng đảm bảo cho bác luôn. Đỉnh của shop luôn.
đỉnh của shop luôn nhé. Đây, nó sẽ gồm có đầu tiên cho bác đó là cũng như con kia, một con song to. Hàng của Kasai Villa. Hàng của Kasai Villa nhé. Hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ dày luôn. Đấy, hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ dày luôn này. Kích thước của con này này cũng là 24, sâu 14 cm, đầy đủ cho các bác là nắp vung nhé. Đó, đầy đủ cho các bác, hàng đẹp luôn, nắp vung này. Một con chảo này, Kasai Villa, nói chung là hàng của Kasai Villa thì các bác yên tâm rồi. Một con chảo cũng 24 cm nhé. Đấy, 24 cm, sâu 7,5, nó cũng kích thước như con kia thôi. Một con này, một con song nhỡ này, em đo đang đo lọt lòng nhé, em đo lọt lòng thôi, chứ còn đo phủ bì của nó sẽ to hơn. 20 12 20, sâu 12, nắp vùng này. Một cái song con này 18, sâu 11. Một cái song con nữa này, con này 16, đò thì cái nắp vùng này là cũng già này, đò nắp vùng thì hơi rộng, 16, sâu 10 cm. Một con song máy bột này cũng thế, 16, sâu 10 cm. Nếu mà các bác đo phủ bì ý, thì nó sẽ rơi vào rộng hơn, nó sẽ rơi vào hơn 17 cm. Bộ nồi này là bộ nồi 9 đáy, bộ nồi này là bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Đó, con này thì hàng của Kasai Villa, hàng đẹp luôn, đỉnh luôn, 9 đáy nhé. Đáy nó rất là dày dặn luôn, và cán cầm của nó thương hiệu của Kasai Villa thì các bác yên tâm rồi, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ chất luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 950.000 đồng, 950.000 đồng, và bên nhà em bao ship cho các bác cái bộ nồi Kasai Villa này nhé, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nhận hàng nhà em thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán nhé các bác nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em Dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Đó, vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm của nhà em nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.